Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 167. Nói rồi cô ta đưa tiểu tháp cho Hề Trọng, sau đó cô ta dẫn thu nữ cầm đao cong đi vào trong tiểu tháp. Sau khi tiến vào tiểu tháp, mục thu nữ và thu nữ cầm đao cong sửng sốt. Thu nữ cầm đao cong nhìn xung quanh, rất phấn khích, tay trái kéo tay áo mục thu nữ lắc liên tục. Mục thu nữ nhìn xung quanh, cau chặt mày. Lúc này Diệp Quân xuất hiện trước mặt họ, thân xác hắn đã hồi phục, thần hồn bị thương nặng cũng đã bình thường trở lại. Đầy sức sống. Sau khi có tiểu tháp, tốc độ chữa trị vết thương rất nhanh. Mục tu nữ nhìn Diệp Quân, cô ta cứ thế nhìn hắn như thể muốn nhìn xuyên qua Diệp Quân. Tất nhiên Diệp Quân biết cô ta tò mò và ngờ vực về tiểu tháp, thế là cười nói, tháp này là do thần minh đưa cho ta. Lời giải thích đơn giản nhất này lại là lời giải thích hợp lý nhất với họ. Nghe Diệp Quân nói thế, tu nữ cầm đao cong gật đầu, nếu là thần minh đưa cho kiếm tu này thì cũng có thể hiểu được. Nhưng mục tu nữ lại nhìn Diệp Quân chằm chằm, cũng không nói gì. Diệp Quân nói, mục cô nương, có thể nói về thần châu cho biết không? Rõ ràng là người phụ nữ trước mặt biết nhiều hơn Hề Trọng, bây giờ ông ta không biết đủ nhiều về toàn bộ nền văn minh thần minh, nhất là bên thần châu. Mục tu nữ nói, hiện giờ có hai người quản lý thần châu, đó là điện chủ điện nhiếp chính Huyền Quân và thần phụ, họ là hai thế lực mạnh nhất, sau khi chủ nhân rời đi, họ đã nắm quyền nền văn minh thần minh rất nhiều năm rồi, những người dưới quyền của họ đều là do họ tự mình tu luyện nên. Nói đến đây cô ta sầm mặt. Diệp Quân nói, ta nghe Hề Trọng nói, thần châu còn có hai người rất có thế lực, là Điện Trọng Tài và Điện Xét Xử. Mục tu nữ gật đầu, đúng vậy, trước đây họ luôn giữ thái độ trung lập, ngoài hai ông già này, còn có hai người khác cũng rất quan trọng. Diệp Quân hỏi, ai thế? Mục tu nữ nói, cửu đại thần địa đều cùng chủ, tướng quân Thiên Mục là người trấn giữ chiến trường dị tinh để chống lại Đông Hoang, hai người đó không chỉ có bản lĩnh vô cùng mạnh mà còn nắm giữ quân đội hạng nặng, cả hai đều giữ vị trí quan trọng trong cả nền văn minh thần minh. Vừa rồi ta có nhìn thử, trong các cường giả đánh người đó không có người của cửu đại thần địa và chiến trường dị tinh, nói cách khác, rất có khả năng hai người đang quan sát. Diệp Quân trầm ngâm một lúc rồi nói, cho dù xác định thân phận của ta, họ cũng chưa chắc đứng về phía ta, đúng chứ? Mục tu nữ gật đầu, đúng thế. Diệp Quân khẽ nói, xem ra mọi người đã đang dần quên đi thần minh rồi. Sắc mặt mục tu nữ hiện lên vẻ ngán ngẩm. Diệp Quân lại hỏi, còn có ai ủng hộ thần minh vô điều kiện giống các cô không? Mục tu nữ nhìn Diệp Quân, huyết vệ thần minh, họ không nghe lệnh của bất cứ ai. Chỉ tôn chủ và người sáng lập huyết vệ năm đó, nếu ngươi có thể thức tỉnh họ, họ sẽ trung thành với ngươi, vì bây giờ ngươi đại diện cho thần minh. Ngoài họ ra, những người khác, ta không thể đảm bảo. Diệp Quân sầm mặt. Mục tu nữ nói tiếp, hiện tại mọi người cơ bản là đang quan sát, hoặc là đợi ngươi giao đấu với Huyền Quân và thần phụ, xem ai trong các ngươi sẽ thắng, cuối cùng họ sẽ đứng về một phe. Vấn đề lớn nhất của ngươi bây giờ là sự hợp pháp thân phận. Vì ngươi là kẻ tiết độc và người của trật tự, thế nên rất nhiều người trung thành với chủ cũng không dám dễ dàng đứng về phía nào, vì nếu họ ủng hộ sai phe thì sẽ muôn kiếp cũng không trở lại. Diệp Quân nói, thế nên ta phải đánh thức huyết vệ thần minh, như thế chứng tỏ ta hợp pháp. Mục tu nữ gật đầu, không chỉ thế, thực lực của huyết vệ thần minh còn rất mạnh, có họ ở cạnh chắc chắn có thể áp chế được Huyền Quân và thần phụ. Diệp Quân gật đầu, sau đó nói, ta thấy lúc nãy cô nhìn Quân U, nếu cô ra tay, cô có thể giết cô ta không? Mục tu nữ nói, không thể. Diệp Quân sầm mặt, mục tu nữ nói không thể rất dứt khoát, không hề do dự gì cả. Diệp Quân nói, xem ra nước này còn sâu như ta nghĩ nữa. Mục tu nữ nói, trước tiên mặc kệ cô ta, việc quan trọng nhất là đánh thức huyết vệ thần minh. Diệp Quân nhìn mục tu nữ và tu nữ cầm đao cong, cười nói. Thật ra các cô cũng đang chờ ta đi đánh thức, cuối cùng chứng minh thân phận của ta đúng không? Tu nữ cầm đao cong vô thức gật đầu. Diệp Quân nhìn cô ta nhếch môi cười. Nhưng mục tu nữ lại không nói gì. Diệp Quân hơi tò mò, nếu ta không thể đánh thức, các cô sẽ giết ta sao? Mục tu nữ nhìn hắn, người đoán xem. Người phụ nữ này hơi khó đối phó,
Diệp Quân nhìn thẳng vào tu nữ cầm đao cong, tu nữ cầm đao cong do dự một chốc, sau đó nói, ta. Suy xét, một lát. Diệp Quân. Mục tu nữ nói, đừng nghĩ nhiều thế, đến Thần Châu trước. Diệp Quân gật đầu, ừ. Như nghĩ đến điều gì, hắn lại hỏi, ngọc bội màu vàng tím đó của các cô là gì thế? Mục tu nữ nói, năm đó lúc còn nhỏ chủ đã tặng nó cho ba bọn ta, mỗi người một miếng. Sở dĩ bọn ta tin ngươi là sứ giả thần minh là vì khí tức trong ấn thần minh của ngươi giống hệt khí tức trong ngọc bội của bọn ta. Thì ra là thế. Diệp Quân gật đầu, một lúc sau hắn và hai người phụ nữ ra khỏi tiểu tháp. Tông Tín ở bên ngoài nói, này nhóc, ngươi dám đến Thần Châu thật. Có phải ngươi quên ngươi là giả mạo rồi không? Diệp Quân nhìn tận cuối đường hầm thời không, khẽ nói, tiền bối không hiểu. Đây là có người lật ván bài ngửa với ta. Tông Tín. Chấm. Khu dân nghèo ở thành Nam chúng thần. Trong lớp, Nam Tiêu cầm một cuốn sách cổ trên tay, chắp hai tay sau lưng nhẹ nhàng đi lại trong lớp, thầm đọc, kiên định với chí hướng, phải phấn đấu, cố gắng hết mình, cho dù việc lớn hay nhỏ ắt sẽ thành công. Đám trẻ bên dưới đọc theo, kiên định với chí hướng, phải phấn đấu, cố gắng hết mình, cho dù việc lớn hay nhỏ ắt sẽ thành công. Nam Tiêu để sách xuống, cười nói, tan học. Đám trẻ con lập tức reo hò lên, rồi chạy ra khỏi phòng học. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nam Tiêu bật cười. Chấm. Trước một căn nhà dân, Tang Mi và Tiểu Nhiễm đang trồng rau, Tang Mi dùng cuốc đào một cái hố, Tiểu Nhiễm ném một nắm hạt giống vào đó, hai người phối hợp rất ăn ý. Một lúc sau, Tang Mi để cuốc xuống, nhìn luống rau trước mặt, mỉm cười nói. Tiếc là ta không thể đợi bọn mày lớn lên. Tiểu Nhiễm ở một bên cười nói, tỷ tỷ, cùng lắm thì nửa tháng nữa đám rau này có thể lớn rồi. Tang Mi khẽ cười xoa đầu cô bé, sau đó nói, còn nhớ bài về tỷ đã dạy muội không? Tiểu Nhiễm gật đầu, nhớ chứ. Tang Mi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, mặt hiện lên vẻ yêu thương, trên đời này, trước đây có rất nhiều người khốn khổ, họ nói thế giới này không công bằng, muốn thay đổi nó. Sau đó, sau khi nắm quyền, họ lại dần quên đi những khốn khổ mà họ phải trải, họ bắt đầu coi chúng sinh như nô lệ và tận hưởng mọi thứ. Rất nhiều người giết rồng không phải vì họ muốn một thế giới tốt đẹp hơn mà vì họ muốn trở thành con rồng đó. Vừa rồi cô ta kéo Tiểu Nhiễm đi về phía đằng xa, nhóc con đường của thánh nhân là lương thiện và biết vừa đủ, sau này đừng quên những vất vả mà muốn đã từng chịu. Tiểu Nhiễm hơi khó hiểu, tỷ tỷ. Câu trước đó, muội không hiểu lắm. Tang Mi cười nói, muội nhớ là được. Tiểu Nhiễm gật đầu, vâng. Nói rồi cô bé thầm nhớ lời Tang Mi nói. Tang Mi quay đầu lại nhìn, thời không ở cách đó không xa nứt ra, một người bước ra, chính là điện chủ điện Nam chúng thần Chiêm Tông. Chiêm Tông nhìn Tang Mi, đi với ta một chuyến đi. Tang Mi cười nói, e là không được. Chiêm Tông híp mắt. Nể mặt cô rồi đúng chứ? Nói rồi gã phất tay, sức mạnh đáng sợ lao thẳng đến chỗ Tang Mi. Luồng sức mạnh của Chiêm Tông vẫn chưa đến gần Tang Mi và Tiểu Nhiễm thì đã biến mất tăm. Chiêm Tông sửng sốt, ngay sau đó tay phải của gã cách một khoảng tóm lấy Tang Mi, một bàn tay hư ảo bao bọc Tang Mi và Tiểu Nhiễm, nhưng Tang Mi và Tiểu Nhiễm vẫn đứng đó, không hề hấn gì. Đồng từ Chiêm Tông co rụt, cô... Lúc này gã nhận ra người phụ nữ trước mặt này không phải là người tầm thường. Tang Mi nhìn gã, cười nói, sao ngươi lại đột nhiên chạy đến bắt ta thế? Ồ, là vì tiểu kiếm tu đó sao? Chắc chắn là ngươi muốn bắt ta, sau đó uy hiếp hắn. Chiêm Tông nhìn chằm chằm Tang Mi, lòng dấy lên sự đề phòng, cô là ai? Tang Mi ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, ta là đồng bọn của kẻ tiết độc. Chiêm Tông đã cảm giác được có gì đó không ổn, gã nhìn chằm chằm Tang Mi, lập tức rời khỏi hậu trường, thần minh sẽ bỏ qua cho đám tiết độc các ngươi. Thần minh. Tang Mi chớp mắt, ta sợ quá. Chiêm Tông. Chiêm Tông xoay người chạy đi, lúc này gã nhận ra có thể gã không phải là đối thủ của người phụ nữ này, vẫn nên chạy trước thì hơn. Thấy Chiêm Tông bỏ chạy, Tiểu Nhiễm quay sang nhìn Tang Mi, tỷ tỷ, hắn chạy rồi. Tang Mi bật cười, muội nhìn xem. Tiểu Nhiễm quay đầu lại nhìn, không biết từ bao giờ mà Chiêm Tông vừa bỏ chạy đó lại xuất hiện ở đây.
Tiểu Nhiễm sửng sốt. Chiêm Tông cũng sửng sốt, gã hoảng sợ nhìn Tang Mi, cô. Rốt cuộc cô là ai? Tang Mi không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, không biết cô ta nhìn thấy gì trên trời mà lại bật cười. Chấm. Trong đường hầm thời không, Diệp Quân nhìn thấy tia sáng trắng ở cuối tầm nhìn. Hề Trọng ở một bên trầm giọng nói, đến rồi. Ông ta vừa dứt lời, mọi người đi xuyên qua ánh sáng trắng, lúc xuất hiện lại thì đã ở trong một tinh không. Có một người đàn ông trung niên mặc áo giáp vàng đứng cách họ vài trăm trượng phía trước, có người đàn ông trung niên cầm một cây giáo, hệt như một ngọn núi, đầy áp bức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hề Trọng nhận ra thân phận của đối phương, nói, người thủ giới của Thần Châu. Mục tu nữ đi về phía người thủ giới của Thần Châu, khi đến trước mặt người đó không xa, cô ta dừng lại, cổ nhạc, đánh hay không? Rất thẳng thắn. Người thủ giới của Thần Châu nhìn mục tu nữ, sau đó nhìn Diệp Quân, y nhìn Diệp Quân như thể muốn nhìn thấu hắn. Mục tu nữ mặt không cảm xúc, đã siết chặt nắm đấm, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tu nữ cầm đao cong cũng nhìn người thủ giới của Thần Châu, chuẩn bị rút đao. Người thủ giới của Thần Châu nhìn Diệp Quân một lúc, lại nhìn mục tu nữ, đi vào thì dễ, ra lại khó. Nói rồi y lui sang một bên. Mục tu nữ buông tay phải ra, cổ nhạc, khí tức trên người hắn không phải là giả. Cổ nhạc lắc đầu, mục, thời đại này đã không còn giống trước nữa. Mục tu nữ nhìn chằm chằm cổ nhạc, là khác rồi, chủ nhân đã biến mất, huyền quân và thần phụ quản lý Thần Châu, nếu họ không thăng chức. Người không có khả năng trở thành người thủ giới của Thần Châu. Nhưng đừng quên, người vốn dĩ chỉ là một tên ăn mày, nếu không phải chủ nhân thu nhận ngươi vào thì ngươi đã biến thành cát bụi từ lâu rồi. Cổ nhạc khẽ gật đầu, mục, bây giờ nói mấy cái này thì có ý nghĩa gì? Chẳng phải các cô muốn sang đó sao? Đi đi. Mục tu nữ nhìn cổ nhạc, sau đó dẫn Diệp Quân đi. Sau khi mấy người Diệp Quân vào vùng đất của Thần Châu, cổ nhạc bỗng nói, phong tỏa Thần Châu. Y vừa dứt lời, tinh hà đã bị bao phủ bởi một kết giới ánh sáng. Kết giới ánh sáng được tạo ra từ vô số phù văn màu vàng dày đặc, có đến hàng tỷ phù văn, bây giờ không thể vào, cũng không thể ra khỏi Thần Châu. Mục tu nữ quay lại nhìn cổ nhạc, ánh mắt hiện lên sát ý. Diệp Quân bỗng nói, không sao, đi thôi. Mục tu nữ không nhìn nữa, đanh mặt lại dẫn Diệp Quân đi. Sắc mặt Cổ Hạo và Hề Trọng bên cạnh hai người đều rất nghiêm trọng, mình đến đây e là đi vào hang cọp rồi. Hai người nhìn sang Diệp Quân đi trước, Diệp Quân rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ gì cả. Hai người nhìn nhau, đều khá ngạc nhiên, Diệp công tử này bình tĩnh, ung dung thật đấy. Diệp Quân quay đầu nhìn mục tu nữ, sắc mặt cô ta lạnh băng, hắn cười nói, đừng giận nữa, như hắn nói đấy, thời đại thay đổi rồi. Mục tu nữ lắc đầu, người không biết trước kia chủ nhân đối xử rất tốt với họ. Diệp Quân khẽ nói, nhưng họ đã trưởng thành rồi, có suy nghĩ của riêng mình. Mục tu nữ im lặng một lúc, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, đúng là đã khác rồi. Diệp Quân cười nói, điều hiện giờ chúng ta muốn là có thể yên ổn đến quan phủ không? Mục tu nữ nhìn về phía xa, siết chặt tay phải, trong mắt có sát ý, không sao đâu. Nếu có ai cản trở thì cứ giết đi. Diệp Quân quay đầu lại nhìn Hề Trọng và Cổ Hạo, Hề Trọng cười nói, đã đến lúc này rồi, tất nhiên bọn ta sẽ cùng sống chết với Thượng Sứ. Cổ Hạo cũng cười nói, mong thần minh sẽ bảo vệ chúng ta. Diệp Quân cũng bật cười. Cổ Hạo bỗng tò mò, Diệp công tử, theo ta được biết hình như ngươi không phải là người của nền văn minh thần minh. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, y nhận ra Diệp Quân rất dễ gần, thế nên mọi người cũng trở nên thân thiết với nhau. Diệp Quân gật đầu, ta đúng thật không phải là người của nền văn minh thần minh, ta đến từ vũ trụ quan huyên. Mọi người đều tò mò, Cổ Hạo hỏi, vũ trụ quan huyên. Diệp Quân gật đầu, một nền văn minh vũ trụ cách đây khá xa. Cổ Hạo lại hỏi, vũ trụ quan huyên là nền văn minh trật tự do công tử lập ra à? Diệp Quân lắc đầu. Không tính là do ta lập ra, ta chỉ thừa kế thôi. Hề Trọng nói, thừa kế. Diệp Quân cười nói, đúng thế, vũ trụ quan huyên là do cha ta lập ra, sau này ông ấy lười nên đem giao vũ trụ quan huyên cho ta,
Bây giờ không biết ông ấy đã phiêu bạc ở đâu rồi. Tiểu tháp. Hề Trọng hỏi, vậy ấn thần minh này. Diệp Quân nhìn mọi người, cười nói, chắc các ngươi đang tò mò vì sao ta lại có được ấn thần minh này nhỉ. Nói cách khác, các ngươi đang tò mò ta có gặp được thần minh thật hay không. Hề Trọng gật đầu, ta không nghĩ gì khác, chỉ tò mò đơn thuần thôi. Diệp Quân xòe bàn tay ra, ấn thần minh đó xuất hiện trong tay hắn, không giấu gì các ngươi, ta tình cờ có được ấn thần minh này. Mọi người. Hề Trọng run giọng nói, thế nên Diệp công tử chưa từng gặp thần minh. Diệp Quân cười nói, xem như là vậy. Sắc mặt Hề Trọng lập tức trở nên trắng bệch. Sắc mặt Cổ Hạo ở một bên cũng trở nên mất tự nhiên. Tu nữ cầm đao cong không nói gì cả, cứ ăn cây hồ lô Diệp Quân cho cô ta, có thể thấy cô ta rất thích. Mục tu nữ không có hồ lô đường, vì lúc Diệp Quân đưa, cô ta chỉ liếc nhìn hắn một cái. Mục tu nữ nhíu mày, cũng không nói gì. Cổ Hạo bỗng nói, đừng nghĩ nhiều, nếu ấn thần minh đã ở trong tay Diệp công tử, hơn nữa còn có khí tức của thần minh, vậy tức là thần minh nhất định đã âm thầm chọn Diệp công tử rồi. Nói đến đây, giọng y đã hơi run, sắc mặt cũng dần trắng bệch, vì bản thân y cũng không tin chắc vào mấy lời này. Nhưng còn có cách nào nữa à? Đã lên thuyền giặc rồi. Không tin cũng phải tin thôi. Cổ Hạo và Hề Trọng thầm kêu khổ. Sắc mặt mục tu nữ rất bình tĩnh, như đang suy nghĩ gì đó. Tu nữ cầm đao cong bóng kéo tay áo Diệp Quân, Diệp Quân nhìn cô ta, tay phải cô ta cầm cây gỗ bóng nhẵn trần giơ lên với Diệp Quân. Diệp Quân khẽ cười, sau đó lại lấy một cây hồ lô đường nữa cho cô ta. Tu nữ cầm đao cong nhận lấy hồ lô, cười cong mắt. Tâm trạng Cổ Hạo và Hề Trọng rất nặng nề, vì hiện giờ họ cảm thấy con đường phía trước thật mông lung. Chẳng mấy chốc ba người đã đến trước bờ biển, Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn, bãi biển vô tận, không nhìn thấy cuối. Diệp Quân quay sang nhìn mục tu nữ, cô ta nhìn tận cuối hải vực, ở đầu đó. Diệp Quân gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Mục tu nữ nói, đi theo ta. Nói rồi cô ta tiến lên một bước, thời không trước mặt cô bỗng nứt ra, sau đó một đường hầm thời không bày ra trước mặt họ. Bốn người Diệp Quân đi theo cô ta vào đường hầm thời không đó, vừa bước vào trong, thời không gờ xung quanh lóe lên như tia chớp và đá lửa, thoáng chốc họ đã xuất hiện trên một hòn đảo, cả hòn đảo chỉ có một quan phủ. Quan phủ thần minh. Mọi người vừa bước lên hòn đảo, một luồng thần thức bao phủ lấy họ. Một ông lão xuất hiện trước mặt họ, ông lão đỡ lưng, trông có vẻ già nua, từng nếp nhăn trên mặt chẳng chịt đan vào nhau, đôi mắt hơi vẩn đục. Ông lão khẽ nói, là Mục và Linh. Mục tu nữ và tu nữ cầm đao cong bước đến, mục tu nữ đỡ ông lão, mỉm cười nói, a hiên thúc, đã lâu không gặp. Ông lão nở nụ cười, mấy năm nay các ngươi cũng không biết về thăm ta gì cả. Mục tu nữ trầm giọng nói, a hiên thúc, bọn con phải đi đánh thức huyết vệ. Nụ cười trên môi ông lão dần biến mất, ông ta nhìn Diệp Quân cách đó không xa, ông ta xòe tay ra, Diệp Quân hiểu ý lấy ấn thần minh ra. Ấn thần minh bay đến trong tay ông lão, nhìn ấn thần minh trong tay, ông lão bỗng phấn khích, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói, là, khí tức của chủ nhân. Mục tu nữ đỡ ông lão, a hiên thúc, hãy dẫn bọn con đến huyết mộ. Ông lão gật đầu, ừ, đi theo ta. Nói rồi ông ta xoay người đi về phía xa. Mục tu nữ nhìn Diệp Quân gật đầu đi theo. Một lúc sau, mọi người đến một khu mộ cách bên phải quan phủ hàng ngàn trượng, trong khu mộ chỉ có 26 ngôi mộ, tất cả đều đỏ như máu. Mục tu nữ quay lại nhìn Diệp Quân khẽ nói, mục tu nữ, có phải suôn sẻ quá rồi không? Cả đường đến đây không có ai ngăn cản họ cả. Mục tu nữ nhìn Diệp Quân, chỉ cần đánh thức họ thì có thể xoay chuyển tình thế. Diệp Quân lặng thinh một lát, khẽ gật đầu, nhận lấy ấn thần minh ông lão đưa cho, hắn nhìn các ngôi mộ, giơ cao ấn thần minh lên, nhân danh thần minh, lệnh ngươi thức dậy. Hắn vừa dứt lời, một tia khí tức thần minh trong ấn thần minh xuất hiện. Mọi người ở đó đều đang nhìn chằm chằm khu mộ, Cổ Hạo và Hề Trọng căng thẳng đến mức run rẩy, trái tim như bị nhấc lên đến tận cổ họng.
Mặc dù ngoài mặt mục tu nữ rất bình tĩnh nhưng không biết hai tay đã siết chặt lại từ lúc nào. Chỉ có tu nữ cầm đao cong là bình tĩnh nhất, cô ta tò mò nhìn khu mộ đó, liếm hổ lô. Lúc này khu mộ đó bỗng rung chuyển. Hề Trọng và Cổ Hạo vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó lại sững sờ, nhìn thấy huyết mộ hoàn toàn yên ắng, không có động tĩnh gì nữa. Lặng im như tờ. Không có phản ứng gì. Toang rồi. Mặt Hề Trọng và Cổ Hạo xám như tro. Ngay lúc này, giữa không trung khí tức đáng sợ dày đặc lao ra như thủy triều. Nhưng Diệp Quân vẫn rất bình tĩnh. Thôi, thôi xong rồi. Hề Trọng và Cổ Hạo hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Không đánh thức được. Diệp công tử gì chứ? Chỉ là phường lừa gạt mà thôi. Còn lừa được cả hai người họ ngọt sớt. Mục tu nữ nhìn nghĩa trang màu đỏ máu kia mà tái mặt, hai tay siết chặt lại. Tu nữ cầm đao cong thì vẫn bình thản ăn kẹo, dù sao thì bên kia có tỉnh lại hay không cũng chẳng có gì khác biệt với cô ta. Miễn khí thức của chủ nhân vẫn vậy là được rồi. Diệp Quân thì bình tĩnh nhìn khu nghĩa trang. Chỉ thấy một người đàn ông mặc trường bào đen tuyển ung dung đi từ xa tới. Điện chủ Nhiếp Chính Điện. Huyền Quân. Một trong những người nắm quyền lớn nhất của Văn Minh Thần Minh hiện nay. Sau lưng ông ta là 36 cường giả cảnh giới thần minh, khí tức bừng bừng. Ánh mắt Huyền Quân chừa từ Diệp Quân sang mục tu nữ, sự thật đã rõ, hắn không phải đặc sứ thần minh. Cô ta im lặng. Huyền Quân thì chờ cô ta đưa ra quyết định. Mục tu nữ. Một lão già bước ra, lạnh giọng quát, nếu không vì cô nhân nhượng thì hắn đã không đến được nơi này. Điện chủ cho phép hắn là đang nể mặt hai vị tu nữ, nhưng những gì xảy ra đã chứng minh hắn không phải đặc sứ. Hai vị hãy tự tay giết hắn để chứng thần pháp đi. Tu nữ cầm đao cong nhíu mày, cất kẹo vào túi rồi kéo Diệp Quân ra sau che chở, tay còn lại cầm đao lạnh lùng nhìn phe đối phương. Những người khác thì đều đang chờ đợi quyết định của hai tu nữ. Nếu tiếp tục ủng hộ Diệp Quân thì chính là phản bội thần minh, buộc phải giết. Bỗng Huyền Quân lên tiếng, Hề Trọng, Cổ Hạo, lỗi không phải do hai ngươi, chớ lo lắng. Hai người kia tái mặt, ngẩng đầu lên. Huyền Quân, ấn thần minh của hắn có khí tức của thần minh nên các ngươi bị qua mắt cũng không oan. Các ngươi đi theo hắn vì cho rằng hắn là đặc sứ thần minh, đây là lòng chung với thần minh, không hề là sai lầm. Thần minh sẽ không trách tội. Hai người kia lập tức kích động như thể nhìn thấy tia hy vọng cuối đường hầm. Huyền Quân lại từ tốn nói, giờ đã biết hắn không phải đặc sứ chân chính, hai người cũng nên trở lại vòng tay của thần minh đi thôi. Ông ta đang cho họ cơ hội, có thể là cơ hội duy nhất để sống. Phải lựa chọn thế nào đây? Hề Trọng và Cổ Hạo suy nghĩ nát óc. Diệp Quân chợt lên tiếng, hai vị tiền bối. Thấy hai người kia ngoái lại, hắn mỉm cười, cảm ơn hai vị đã tận tình tận nghĩa, dốc lòng tương trợ suốt thời gian qua. Nếu hai vị lựa chọn Nhiếp Chính Điện thì ta đều hiểu cả, vẫn sẽ ghi nhớ ân tình hai vị. Trong mắt Cổ Hạo toát ra vẻ phức tạp, Diệp công tử, người thật sự là đặc sứ thần minh sao? Diệp Quân gật đầu. Ông ta rơi vào im lặng. Hề Trọng cũng không nói gì. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Họ biết trước mắt là cơ hội cuối cùng từ Huyền Quân. Nếu vẫn lựa chọn Diệp Quân thì đồng nghĩa với việc đối mặt với toàn bộ cường giả cao cấp của Văn Minh Thần Minh. Không có đường sống. Hề Trọng bỗng thở dài, ta tin ngươi. Cổ Hạo quay phát lại, nghe ông ta nói tiếp, khí tức là thật, ấn cũng là thật. Ta tin ngươi là đặc sứ thần minh, ta không hối hận. Tự tìm chết. Lão già bên kia lạnh lùng quát, nếu hắn thật sự là đặc sứ thì vì sao không đánh thức được huyết vệ. Hề Trọng ngẩng đầu lên nhìn đám người đối phương, các người đều biết ấn và khí tức là thật nhưng mặt ngoài lại làm như không biết, vì sao? Vì thần minh hiện thế sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các người. Các người sợ sẽ mất đi những gì đang có. Đừng nói chi Diệp công tử, cho dù là thần minh giáng thế xuất hiện, các người cũng sẽ nói là giả. Thân là điện chủ Nam Thần Linh Điện, làm sao ông ta lại không hiểu tình hình Văn Minh Thần Minh vào lúc này? Nó đã mục nát đến tận xương tủy. Nguyên nhân những người kia không chịu thừa nhận Diệp Quân là vì họ muốn giữ lại lợi ích cho bản thân. Thay vì nói bọn họ ủng hộ Huyền Quân, chính xác hơn là họ đang bảo vệ lấy bản thân mình và lợi ích của mình.
Một lão già khác căm tức trừng mắt, Hề Trọng, Huyền Quân có đức hiếu sinh mới tha cho ngươi, ngươi lại không biết quý trọng. Câm mồm. Hề Trọng nổi điên quát lại, hai mắt đỏ ké, các ngươi biết rõ trong lòng Diệp công tử có phải đặc sứ thần minh hay không, vậy thì vội vã muốn giết hắn làm gì? Còn chẳng phải vì sợ mất đi hết thảy, bằng không các ngươi phải nghiệm chứng thân phận hắn trước mới phải chứ. Nhưng các ngươi đã làm gì? Chỉ biết tập trung tiêu diệt hắn. Một lũ có tật giật mình. Láo xược. Lão già kia gầm lên, thả ra khí thức hùng hậu đập tới, nhưng còn chưa đến gần Hề Trọng thì đã phát nổ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người vừa ra tay mục tu nữ. Huyền Quân cũng không tức giận sau khi nghe lời Hề Trọng mà chỉ cong môi hỏi, mục tu nữ, cô theo hắn sao? Mục tu nữ nhìn lại, hắn là đặc sứ thần minh, cho dù không đánh thức được huyết vệ thì khí thức thần minh vẫn là thật. Hắn vẫn là đặc sứ. Huyền Quân bình thản cười, có vẻ như cô đã quên rằng, hắn là kẻ tiết độc và người thành lập trật tự. Mục tu nữ, thần pháp không quy định người tiết độc không thể làm đặc sứ. Đặc sứ chính là đại diện cho thần minh. Huyền Quân lại nói, thần pháp cũng nói, kẻ tiết độc phải chết. Kẻ tiết độc phải chết. Hàng loạt cường giả đồng loạt hô to, vô số ánh mắt đầy sát ý nhìn Diệp Quân chòng chọc. Chỉ cần Huyền Quân ra lệnh, bọn họ sẽ không màng tất cả mà bóp nát hắn tại chỗ. Bỗng nhiên, ấn thần minh trên tay Diệp Quân tản ra một tia khí tức chui vào cơ thể hắn. Lập tức xóa sạch năng lực bí ẩn bên trong đi. Các cường giả thần châu trợn mắt khi thấy ấn ký tiết độc trên người Diệp Quân đã tiêu tan. Diệp Quân thoáng ngẩn ra, sau đó cười hà hà, ta không còn là kẻ tiết độc nữa rồi nhé. Hết rồi. Ai nấy đều rơi vào hoang mang. Hề Trọng và Cổ Hạo thì mừng như điên dại. Huyền Quân lại bật cười, thật là thủ đoạn, không chỉ ngụy tạo khí tức thần minh mà còn thanh trừ khí tức tiết độc. Ngươi đến từ Đông Hoang, đúng chứ? Đông Hoang. Hai chữ này vừa ra đã khiến tất cả biến sắc. Năm đó, toàn bộ văn minh thần minh dưới sự chỉ huy của thần minh đã đại chiến với Đông Hoang một trận. 26 huyết vệ theo thần minh chinh phạt Đông Hoang rồi biến mất. Bên văn minh thần minh vẫn không lơ là cảnh giác, vẫn luôn phái quân đội trú đóng, mà Đông Hoang nhiều năm qua vẫn không có động tĩnh gì. Huyền Quân tiếp tục, lại còn là người thành lập giật tự, ta không tin đó là trùng hợp. Một lão già đi ra từ phía sau, chỉ thẳng vào Diệp Quân, chắc chắn là người Đông Hoang mượn danh nghĩa thần minh đến gieo họa cho chúng ta. Một người khác phụ họa, kẻ địch muốn tấn công nội bộ. Đáng chết, đáng phải chết. Các cường giả khác đứng sau Huyền Quân cũng vội vàng đồng ý. Mục tu nữ nhìn bọn họ một cái rồi nói, Liên, đưa hắn đi. Tu nữ cầm đao cong ngoái lại, Mục. Mục tu nữ, Hề Trọng nói đúng, chủ nhân có xuất hiện cũng sẽ bị chúng phán là giả. Mau đưa hắn đi đi. Tu nữ cầm đao cong không đáp. Đi ư. Huyền Quân cười rộ lên, ta đã cho cô cơ hội rồi, Mục tu nữ, nhưng cô lại vứt nó đi. Nối giáo cho giặc, cấu kết với Đông Hoang mưu hại văn minh thần minh. Đáng giết. Từ sâu trong thần châu có một tia sáng vút lên cao, vung ra hàng loạt phù văn vàng chóe quanh nơi mục tu nữ đang đứng. Thần minh tù. Mặt Hề Trọng tái mét. Đó là đại trận thần châu. Năm xưa do thần minh để lại, có thể giam cầm mọi cường giả cảnh giới thần minh. Mục tu nữ vừa thấy nó xuất hiện thì lập tức tung cú đấm với năng lượng như núi lửa phun trào, tiếc rằng những phù văn kia không mảy may suy xuyển. Tu nữ cầm đao cong bỗng quay lại nói với Diệp Quân, đi thôi. Nhưng hắn lắc đầu, không thể. Tu nữ im lặng. Vào dễ, ra khó. Đây mới là mục đích của Huyền Quân. Ông ta cũng không vội ra tay mà ngẩng đầu nhìn lên, chủ trung cửu địa, thiên mục tướng quân. Xem kịch vui đủ rồi, hôm nay cũng nên quyết định chứ. Hai người đàn ông xuất hiện ở nơi xa, người bên trái mặc áo màu xám cho, toát ra vẻ trầm tĩnh, người bên phải mặc chiến giáp đầy khí thế. Người trước là chủ chung của chín nơi thần địa. Người sau là thiên mục tướng quân. Dựa theo khí tức mờ mờ sau lưng họ, ít nhất còn có 20 cường giả thần minh. Chủ chung cửu địa nhìn xuống Diệp Quân, ông thấy sao? Thiên mục vô cảm đáp, người của ta chỉ trấn thủ Đông Hoang, không tham gia nội đấu. Chủ trung cửu địa cười, ông không nghe Huyền Quân nói à? Người này đến từ Đông Hoang đấy.
Thiên Mục nhìn sang, xem ra ngươi đã có quyết định. Chủ Trung Cửu Địa, quyết định gì? Tên kia bình tĩnh như vậy, ắt hẳn là còn giấu chiêu trong tay. Chúng ta lại quan sát thêm, chờ hai bên lưỡng bại câu thương rồi. Thiên Mục nhíu mày. Chủ Trung Cửu Địa phá ra cười, người thắng là hắn hay Huyền Quân thì cũng vô nghĩa với ta. Đợi chúng đấu đá xong rồi, chính ta lên làm vua chẳng phải tốt hơn sao? Ha ha ha. Thiên Mục không nói gì, chỉ nhìn xuống dưới. Trong những cường giả phổ thông nơi đó hoặc phải tìm về một phe hoặc phải chịu chết, bọn họ có thực lực mạnh hơn, lại nắm quân quyền trong tay nên có quyền ngồi vào đánh cờ. Làm ngư ông đắc lợi mới là chắc thắng. Huyền Quân thấy hai người kia không trả lời thì cũng hiểu ra, bèn cười cười rồi ra lệnh, giết. Mười mấy cường giả thần minh đồng loạt lao về phía Diệp Quân. Hề Trọng và Cổ Hạo thấy vậy thì đều lộ ra vẻ quyết tuyệt, thiêu đốt thể xác và linh hồn, chuẩn bị liều chết. Chỉ thấy Diệp Quân nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Giác! Một người phụ nữ bước ra từ thời không cạnh hắn. Người phụ nữ ấy xuất hiện mang theo khí tức võ đạo cuồn cuộn như vòi rồng, chặn đứng mấy cường giả đang lao tới kia giữa đường. Ai nấy đều tròn mắt nhìn sang. Đó là một người phụ nữ mặc trường bào, hai tay đặt sau lưng, toát ra khí thế phi phàm. Người này là ai? Đây là câu hỏi trong lòng mọi người. Diệp Quân cũng ngạc nhiên thốt lên, cô cô. Lại còn là đồ cô cô. Rõ ràng người mà hắn nhờ cậy là Diệp Thanh Thanh, nhưng người đến lại là một người khác. Như biết hắn nghĩ gì trong đầu, đồ nhướng mày, không thích à? Không thích thì ta đi. Thấy bà rợm quay đi, Diệp Quân vội la lên. Đâu có, con không ngờ đồ cô sẽ đến nên hơi bất ngờ thôi mà. Thanh Thanh cô đâu rồi ạ? Đồ, đi làm việc khác rồi. Diệp Quân tò mò hỏi theo, làm việc gì? Đồ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Quân nghe thế thì không hỏi nữa. Ha ha ha. Tiếng cười của Huyền Quân vọng đến, quả nhiên là người đông hoang, nhưng không ngờ lại còn có viện binh, chẳng trách sao ngươi không biết sợ. Hai chữ đông hoang trong lời ông ta khiến mắt các cường giả văn minh thần minh long lên sòng sọc. Diệp Quân thì lại bật cười, các ngươi đã tu luyện đến cảnh giới thần minh thì không thể là hạng hữu dũng vô mưu. Sự thật trắng đen ra sao các ngươi đều biết, vậy các ngươi đã từng nghe qua câu, làm người chớ dở trò lừa gạt, ngẩng đầu ba thước có thần minh, chưa? Một cường giả thần minh điện cười nhạt, một kẻ tiết độc kiêm trật tự như ngươi mà cũng có quyền nói về thần minh. Ngươi liệu có biết thần minh đã vắng mặt trong bao lâu, mà bây giờ ngươi xuất hiện tự xưng mình là đặc sứ? Đúng là nực cười, văn minh thần minh có bao nhiêu tín đồ trung thành, thần minh không chọn mà lại chọn một kẻ như ngươi. Diệp Quân không nói gì nữa, chỉ quay sang đồ, cô tới đi. Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt lia qua đám cường giả bên kia. Thời không ở giữa bà và Huyền Quân bất ngờ vỡ tung, ý chí võ đạo cuồn cuộn tuôn ra khiến người bên kia phải lùi lại. Đánh rắn là phải dập đầu. Một chiêu bất ngờ này của đồ khiến ai nấy đều giật mình khi nhận ra. Sức mạnh của bà đã vượt qua cảnh giới thần minh. Huyền Quân nãy giờ vẫn bình chân như vậy. Bây giờ nụ cười đã tắt khi thấy đồ mạnh hơn mình tưởng. Ông ta cảm nhận được uy áp võ đạo ngập trời muốn ép ông ta ngạt thở. Huyền Quân không dám xem thường mà siết tay, mở lãnh vực bao trùm nơi đang đứng. Lãnh vực nhiếp chính. Tuyệt chiêu độc nhất vô nhị, có thể trấn áp cường giả thần minh dễ dàng của ông ta. Nó xuất hiện với vô số phù văn vàng rực lập tức bốc cháy, thả ra uy áp hừng hực. Ấy vậy mà chúng không mảy may làm gì được đồ. Đã vậy mà khi bà ra tay, duyên, toàn bộ lãnh vực như tấm kính bị đấm vào trung tâm, nát bét trong nháy mắt. Huyền Quân thì thoát cái phải lùi xa vạn trượng. Bốn bề im lặng như tờ. Huyền Quân vậy mà lại không phải đối thủ của người này ư? Ai nấy đều kinh hãi. Diệp Quân cũng ngạc nhiên chớp mắt, hình như kẻ địch của hắn càng mạnh thì mấy vị người quen này cũng càng mạnh vậy. Cũng dễ hiểu thôi. Vì họ vẫn đang tu luyện, vẫn đang tiến bộ mà. Nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Bên kia, thân xác Huyền Quân đã nứt nẻ vài phần, máu bắt đầu rịn ra nhuộm đỏ trường bào. Ánh mắt nhìn đồ với vẻ trầm tư, ông ta vươn tay. Đoàng! Một tia sét vàng rực giáng xuống, hóa thành thanh trường thương trong tay.
khí tức ông ta tăng lên ngùn ngụt, tia sét phụt ra bốn phía. Đây chính là thần minh lôi thương. Thần minh khí cực phẩm của thần châu, còn mang theo sức mạnh thần minh bên trong. Nhưng đồ chỉ nhìn thoáng qua bằng ánh mắt xem thường. Sắc mặt lạnh đi, huyền quân hóa thành một con lôi long bổ nhào tới trước. Uy lực dữ dội của nó khiến thời không chấn động ầm ầm, ai nấy đều cảm thấy như bị bóp nghẹt, vội vàng vận sức chống lại. Đồ đáp lại bằng một cú đấm. Không màu mè, vô cùng đơn giản, trực tiếp và bạo lực. Ầm. Con lôi long dài vạn trượng kia vỡ thành nghìn mảnh, bản thân huyền quân bị đấm bay tít đi cùng vô số mảnh sấm sét vụn vỡ. Lại thua nữa rồi. Sắc mặt cường giả phe kia thoát cái trắng bệch, huyền quân đã cầm thần minh khí cực phẩm mà vẫn không địch lại người phụ nữ kia là thế nào. Ngược lại, Hề Trọng và Cổ Hạo như chút được gánh nặng. Bây giờ mới thật sự thấy được hy vọng. Chứ ban nãy là tuyệt vọng toàn phần. Đồng thời họ cũng suy nghĩ, người phụ nữ này không thuộc về thần minh điện mà là cô của Diệp Quân, nói cách khác là thuộc về thế lực thứ ba. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng lẽ vị Diệp công tử này thật sự đến từ Đông Hoang? Chỉ nghĩ thôi mà đã toát mồ hôi lạnh. Cổ Hạo thì thầm, đừng nghĩ bậy, hắn tuyệt đối là người của thần minh. Hề Trọng trần trừ, lỡ như. Không có lỡ. Cổ Hạo chém đinh chặt sắt. Chắc chắn là vậy. Thấy Hề Trọng do dự gật đầu, Cổ Hạo lại bồi thêm, cho dù không phải cũng phải xem là phải. Hề Trọng. Diệp Quân cũng không dỗi dãi, nhân lúc đồ đánh bay huyền quân thì cầm kiếm lao tới, chém vỡ trận pháp giải thoát cho mục tu nữ. Cô ta nhìn kiếm thanh huyền đầy khiếp sợ. Diệp Quân cười lên, cô ta làm cho đó. Ánh mắt mục tu nữ rơi vào đồ, bà ấy ư. Diệp Quân lắc đầu, một vị khác cơ. Mục tu nữ ngoái lại, người có tổng cộng bao nhiêu cô? Diệp Quân, nhiều lắm. Mục tu nữ, ai cũng mạnh như bà ấy à? Diệp Quân gật đầu. Mục tu nữ cạn lời nhìn hắn. Hắn cũng cười khổ, ta là yếu nhất nhà rồi đấy. Bởi vì trực giác nói rằng Tiểu Bạch còn mạnh hơn hắn. Mục tu nữ trầm tư một hồi mới mở miệng. Không ngờ ngươi lại là con ông cháu cha. Diệp Quân đính chính, không phải. Mục tu nữ nghe hắn giải thích, cha ta mới là con ông cháu cha, ta là đời thứ ba rồi. Mục tu nữ. Bên kia, đồ chỉ dùng một bước đã đưa cú đấm dũng mãnh đến trước mặt huyền quân. Đồng tử ông ta rụt lại, vội vàng siết chặt thương, thả ra hàng loạt tia sét. Vấn đề là chúng đều bị đồ đấm vỡ. Huyền quân tiếp tục lùi lại. Lần này thân xác cũng vỡ, chỉ còn lại linh hồn. Hoàn toàn không phải đối thủ của người phụ nữ này. Thấy đồ lại trực ra tay, huyền quân kinh hãi vội vàng vứt ra một cái ấn vàng. Nó hóa thành tia sáng phóng lên cao. Nhiếp chính ấn. Bay lên cao rồi, nó tỏa ra một quầng sáng dọi xuống linh hồn huyền quân. Quỳnh. Khí tức ông ta bỗng chốc tăng lên ảo ảo, lãnh vực một lần nữa hiện ra, lần này còn mạnh hơn trước. Cái ấn này là do thần minh ban tặng, đã vậy nơi đây còn là thần châu nên có hiệu ứng tăng cường rất mạnh. Khí thế của huyền quân hoàn toàn thay đổi. Chiến ý dâng lên trong mắt ông ta, đến đây. Lôi long thương trong tay, ông ta lao vụt tới. Xẹt. Nơi nào nó đi qua đều có ánh chớp kéo dài xé nát tất cả. Ấy vậy mà đồ vẫn đáp lại bằng một cú đấm. Quyền mang đấu thương mang. Quỳnh. Khí thế võ đạo khổng lồ nghiền nát sấm sét khiến cây thương nứt toạc, ánh lửa bắn ra tung tóe. Huyền quân vừa bị đánh bay mà lãnh vực cũng tan rã trong nháy mắt. Lần thứ ba, thua toàn tập. Các cường giả thần minh điện bên kia mặt xám ngoét. Người phụ nữ này rõ ràng còn chưa dùng hết sức mạnh, nãy giờ chỉ toàn mèo vờn chuột thôi. Bên kia, huyền quân cũng nhận ra rằng mình không phải đối thủ của đồ, đánh tiếp chỉ tự tìm chết. Bèn ngẩng đầu lên, gằn giọng hỏi, còn định đứng xem đến bao giờ? Duyên. Một tia thần quang ầm ầm giáng xuống mang theo khí tức hùng hậu chặn lại thế công của đồ. Sắc mặt mục tu nữ thoát cái trở nên xấu xí vô cùng khi thấy đó là ai? Thần quang tản ra, một người phụ nữ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người phụ nữ mặc một bộ đồ đỏ, vẻ mặt lạnh lùng, trên người tản ra khí tức áp bức khủng bố.
khí tức áp bức của cô ta, thế mà lại không làm luồng khí thế võ đạo do đồ tỏa ra yếu đi tí nào. Lăng Tu nữ. Trong hiện trường, có người kêu lên kinh ngạc. Thủ lĩnh của ba tu nữ. Lăng. Lúc này, Mục tu nữ bỗng đi ra, cô ta nhìn chằm chằm vào Lăng tu nữ ở nơi xa, ngươi làm gì đó. Mặt Lăng tu nữ vô cảm, Mục, câu này nên là ta hỏi ngươi ấy. Mục tu nữ phẫn nộ nói, ngươi cũng muốn phản bội chủ nhân à. Lăng tu nữ nhìn chằm chằm vào Mục tu nữ, hắn không phải sứ thần minh, hắn là kẻ tiết độc, kẻ đảo loạn trật tự. Mục tu nữ bỗng quay đầu nhìn Diệp Quân, cô ta mở lòng bàn tay ra, ấn thần minh bay vào tay cô ta vứt ấn thần minh tới trước mặt Lăng tu nữ, tức giận nói, tự ngươi nhìn đi, đây có phải là khí tức của chủ nhân không? Lăng tu nữ nhìn ấn thần minh kia một lát, nói, không phải. Không phải. Mục tu nữ nhìn chằm chằm vào Lăng tu nữ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tu nữ cầm đao cong bỗng run giọng nói, Lăng. Ngươi, qua, đây. Mặt Lăng tu nữ vô cảm, Mục, Liên, hắn là kẻ tiết độc, phải giết, các ngươi đừng có u mê không tỉnh ngộ. Mục tu nữ châm chọc nói, Lăng, nếu ta không đoán sai, chắc chắn Huyền Quân và Linh Mục đã hứa gì với ngươi rồi phải không? Lăng tu nữ nhìn hai người, đương nhiên, ta không giống hai các ngươi, từ nhỏ, các ngươi chẳng thiếu gì, bà ta cho các ngươi mọi thứ, nhưng ta thì lại phải dựa vào bản thân để giành lấy. Nói xàm. Mục tu nữ tức giận nói, thứ chúng ta có, người không có sao. Mặt Lăng tu nữ vô cảm, lúc 6 tuổi, ba chúng ta cùng phạm lỗi, các ngươi chỉ bị trách mắng hai câu, còn ta lại phải quỳ cả đêm, lúc 7 tuổi, bà ta dạy học, hai các ngươi được bà ta tự mình truyền dạy, nhưng lại chỉ cho ta mấy quyển công pháp tào lao, để tự học, không chỉ thế, còn không cho phép ta học trộm thần pháp của bà ta. Nói tới đây. Ánh mắt cô ta dần trở nên lạnh lẽo, lúc 15 tuổi, các ngươi đều đã có uy danh hiển hách, bắt đầu tiến vào các thần điện, trở thành tu nữ được mọi người tôn sùng, còn ta thì sao? Bà ta vứt thẳng ta tới Đông Hoang, để ta tự sinh tự diệt ở đó. Nói rồi, cô ta nhìn hai người, biểu cảm dần trở nên hơi dữ tợn, các ngươi biết ta sống ở Đông Hoang thế nào không? Bao phen ta bị đánh cho suýt nữa là tinh thần sụp đổ không? Các ngươi biết không? Các ngươi không biết. Vì từ nhỏ tới lớn, hai các ngươi đều được thiên vị, các ngươi hoàn toàn không biết, cũng sẽ không hiểu được cảm giác của ta. Tu nữ cầm đao cong run rẩy nói, Lăng. Im miệng. Lăng tu nữ bỗng tức giận nói, ngươi chính là đứa được thiên vị nhất, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần là thứ ngươi muốn, bà ta chưa từng không cho, dù là một trái linh quả, ta muốn ăn, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ bà ta sai khiến mới được ăn, nhưng ngươi thì chỉ cần làm núng. Là bà ta sẽ cho ngươi. Tu nữ cầm đao cong ngơ ngác ở đó, rất nhanh, cô ta tủi thân đến rơi nước mắt, vì trong tim cô ta, Lăng với Mục trước mắt chính là những tỷ tỷ thân nhất của cô ta. Lăng. Mục tu nữ bỗng tức giận nói, cái thứ lòng lang dạ thú nhà ngươi, ngươi dựa vào đâu mà nói Liên. Ngươi tự sờ lương tâm hỏi mình xem, có lần nào có đồ tốt mà bà ấy không chia cho ngươi. Lúc trước ngươi bị phạt quỳ. Là ai lén lút đưa đồ cho ngươi ăn? Còn không phải Liên sao? Lăng tu nữ nhìn chằm chằm Mục tu nữ, ánh mắt lạnh như băng, ta thèm à? Nói rồi, hai mắt cô ta từ từ nhắm lại, đương nhiên, ta cũng phải cảm ơn bà ta đã đối xử với ta như vậy, vì nếu bà ta không đối xử với ta như vậy, đúng là ta cũng không thể đi ra khỏi đạo của mình. Lúc đó khi ta ở Đông Hoang đã thầm nói với bản thân, thứ bà ta không cho ta, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ dựa vào thực lực của mình để giành lấy. Nói rồi, cô ta bỗng nhìn về phía đồ, ta biết ngươi là kiếm tu, lấy kiếm ra đấu. Đồ nhìn cô ta, không nói gì. Lăng tu nữ cũng không nói nữa, cô ta bỗng dẫm một bước về phía trước, chỉ một bước, khu vực thời không nơi cô ta và đồ đang đứng lập tức trở nên hư ảo, đồng thời, cô ta lập tức biến mất tại chỗ, một luồng khí tức khủng bố từ giữa mảnh thời không kia quét qua như con sóng điên cuồng. Mọi nơi đi qua, thời không lập tức mai một, biến mất. Khí tức của cô ta, còn mạnh hơn ấn nhiếp chính mà Huyền Quân thôi thúc không chỉ 10 lần. Thấy cảnh này, những cường giả điện thần minh ở đó đều ngơ ngác, bọn họ không ngờ thực lực của Lăng tu nữ này lại khủng bố như vậy, vì Mục tu nữ rất hiếm khi xuất hiện ở Thần Châu, do đó, mọi người đều chỉ biết tên cô ta, nhưng không hiểu về cô ta lắm,
Còn bây giờ, cô ta vừa ra tay, đã khiến mọi người ở đó kinh ngạc. Bao gồm cả Huyền Quân. Y cũng không ngờ thực lực của lăng tu nữ này lại mạnh như vậy. Giữa thời không đặc biệt nơi xa, Đồ nhìn thấy lăng xông tới, hai mắt bà ấy khẽ híp lại, nhưng không lùi bước, mà xông về trước, hung hăng vung một đấm về phía lăng tu nữ. Nháy mắt nắm đấm của hai người đã va vào nhau. Ầm ầm. Hai luồng khí tức ý chí võ đạo đáng sợ kia đột nhiên bùng nổ, khu vực thời không nơi hai người đang đứng lập tức hóa thành cho bụi. Hai luồng khí tức võ đạo mạnh mẽ còn xuyên qua vô số thời không, lan rộng tới thế giới thời không chỗ đám người Diệp Quân, mọi người ở đó vội lùi về sau, tạm tránh nguy hiểm. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào khu vực thời không đen kịt kia, hắn cũng rất kinh ngạc, vì hắn cũng không ngờ thực lực của lăng tu nữ này lại khủng bố như vậy, mặc dù Đồ Cô Cô không cầm kiếm, nhưng võ đạo của bà ấy cực kỳ mạnh mẽ, thế mà lăng tu nữ này lại có thể đối kháng với bà ấy. Trong vực sâu đen kịt kia, ý chí võ đạo của hai người điên cuồng va chạm, những luồng sóng xung kích của khí tức võ đạo không ngừng lan ra, cực kỳ tàn bạo. Đúng lúc này, dường như Diệp Quân cảm nhận được gì đó, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy hai người đứng trên trời xanh. Chính là Quân U, mà cạnh cô ta, còn có một người mặc đồ đen nữa. Vốn dĩ Quân U cũng đang nhìn vào khu vực chiến đấu kia, cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, cô ta lập tức nhìn sang Diệp Quân, nhưng chỉ nháy mắt. Cô ta đã thu mắt, lại nhìn về phía vực thẳm chiến đấu kia. Diệp Quân nhìn người mặc đồ đen cạnh Quân U, cũng thu hồi ánh mắt ngay lập tức. Cạnh Diệp Quân, Mục Tu nữ trầm giọng nói, xung quanh càng ngày càng có nhiều cường giả chạy tới. Diệp Quân im lặng, hắn đã cảm nhận được, cường giả trong bóng tối ngày một nhiều, không chỉ thế, còn đều là cảnh giới thần minh. Dường như Diệp Quân nghĩ tới cái gì đó, hỏi, linh mục kia đâu? Hắn chưa quên, ở Thần Châu, còn có một người cầm quyền chưa xuất hiện, chính là vị linh mục này. Mục tu nữ nhìn xung quanh, lắc đầu, không biết. Diệp Quân nói, linh mục mạnh hơn, vẫn là Huyền Quân à. Mục tu nữ lại lắc đầu lần nữa, không biết. Diệp Quân quay đầu nhìn mục tu nữ nói, ta chưa từng đánh với bọn họ. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn khu vực chiến đấu nơi xa, giờ này khắc này. Lăng tu nữ và Đồ càng đáng càng kịch liệt, ý chí võ đạo khủng bố mà hai người phóng thích ra không ngừng xuyên qua các tầng thời không, lan rộng hiện trường, tạo ra cảm giác áp bức cực lớn cho mọi người. Ầm ầm. Chính lúc này, ở vực sâu chiến đầu kia, tiếp đó một làn sóng xung kích không khí đáng sợ lan ra, lăng tu nữ và Đồ đồng loạt lùi lại liên tục. Sau khi lăng tu nữ dừng lại, cô ta khẽ phất tay áo một cái, khí tức võ đạo dày đặc xung quanh lập tức biến mất. Nơi xa, Đồ cũng dừng lại, bà ấy nhìn lăng tu nữ, cười, có chút thú vị đấy. Lăng tu nữ nhìn Đồ, vũ trụ này, trừ nền văn minh thần minh ra, lại có cường giả cấp bậc như bà, đúng là cũng khiến người ta bất ngờ. Đồ cười cười, không nói gì, tiếp đi. Nói rồi, bà ấy bỗng hóa thành một tàn ảnh xông tới. Lăng tu nữ cũng xông về trước, hung hăng đấm một phát vào Đồ đang xông tới, cú đấm này, tà ác ngập trời. Như những đợt sóng quét qua nối tiếp nhau, cực kỳ khủng bố. Còn khí tức ý chí võ đạo của Đồ cũng cực kỳ ghê gớm, lấy bà ấy làm trung tâm, những luồng uy áp võ đạo đáng sợ không ngừng tuôn ra. Ầm ầm, hai người bị cuốn theo khí tức võ đạo áp bức của đối phương, lại hung hăng va vào nhau lần nữa, cú đụng này, khiến trước mặt đám người Diệp Quân lập tức hoàn thành một vùng đen tối. Còn lúc này, lăng tu nữ và Đồ đã tiến vào trong một thời không đặc biệt. Giữa thời không đặc biệt đó, khí tức võ đạo của hai người vẫn điên cuồng tàn sát bừa bãi. Từ nhỏ lăng tu nữ đã được rèn luyện ở Đông Hoang, ý chí chiến đấu của cô ta vững như bàn thạch, cho dù là uy áp võ đạo của Đồ, cũng không thể làm mờ ý chí võ đạo của cô ta. Không chỉ thế, cô ta còn ngày càng mạnh hơn. Bên ngoài, Huyền Quân bỗng chỉ vào Diệp Quân, giết hắn. Nghe thấy lời Huyền Quân, ánh mắt của những cường giả thuộc nền văn minh thần minh đang xem chiến lập tức bị kéo về, bọn họ dồn dập nhìn Diệp Quân, lúc này bọn họ mới nhớ ra, người trước mắt mới là đầu sỏ tội ác. Huyền Quân bỗng nói tiếp, giết hắn. Giết hắn. Nghe thấy lời Huyền Quân, những cường giả của điện thần minh lập tức xông về phía Diệp Quân. Ba người mục tu nữ lập tức chắn trước mặt Diệp Quân, có điều đúng lúc này,
trong khu vực đang chiến đấu ở nơi xa, Đồ bỗng mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay bà ấy không ra tay với lăng tu nữ, mà quay đầu chém một kiếm qua thời không, giết ra. Hừ! Chỉ một kiếm, đầu của một cường giả cảnh giới thần minh cầm đầu xông về phía Diệp Quân bay đi. Giết trong nháy mắt. Cảnh này khiến các cường giả cảnh giới thần minh còn lại sợ hãi, dồn dập dừng lại tại chỗ, không dám tiến lên. Sau khi Đồ dùng một kiếm giết chết cường giả thần minh kia, bà ấy không ra tay với những người khác nữa, mà ngẩng đầu nhìn Quân U và người mặc đồ đen trên trời xanh. Bù! Theo một tiếng kiếm vang lên, Đồ lập tức hóa thành một luồng kiếm quang xông lên trời, nháy mắt, bà ấy giết tới trước mặt Quân U và người mặc đồ đen. Quân U nhìn nhát kiếm khủng bố kia đánh tới, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh như nước, trong mắt không có tí dao động nào. Lúc này, người mặc đồ đen cạnh cô ta bỗng phất tay áo một cái. Ầm! Kiếm quang biến mất, nháy mắt Đồ đã lùi xa gần trăm ngàn trượng. Mà lúc bà ấy dừng lại, kiếm thiên chu trong tay bà ấy lập tức xuất hiện vết nứt. Giữa trời đất, yên lặng như chết. Người mặc đồ đen khàn giọng nói, cô nương, kiếm đạo của ngươi không tệ, nhưng muốn giết ta. Phải luyện thêm triệu năm nữa. Phải luyện thêm trăm vạn năm nữa. Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc, họ vừa mới nhìn thấy được thực lực của Đồ, bà ấy còn có thể giết cả cảnh giới thần minh trong giây lát. Mà bây giờ họ lại dễ dàng bị người áo đen này áp chế như vậy. Người đồ đen này là thần thánh phương nào vậy? Mọi người đều đưa mắt nhìn người đồ đen, ánh mắt đầy vẻ tò mò và ngạc nhiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Cổ Hạo và Hề Trọng trở nên tái nhợt, không chút huyết sắc. Khi nhìn thấy kiếm tu cô nương giết chết cường giả cảnh giới thần minh trong tích tắc, họ cảm thấy đại cục đã được định đoạt, nhưng không ngờ sức mạnh của người đồ đen này lại mạnh như thế. Sao lại có nhiều ông lớn thế nhỉ? Lúc này hai người đều đã sắp sụp đổ đến nơi. Lúc này sắc mặt Diệp Quân lại cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm người đồ đen. Sau khi tấn công Đồ, người đồ đen quay lại bên cạnh Quân U. Quân U nhìn Diệp Quân bên dưới. Diệp công tử, người bình tĩnh như vậy hình như không bất ngờ lắm nhỉ. Diệp Quân nhìn sang Quân U, hắn cười nói, vẫn khá bất ngờ đấy chứ. Vậy à? Quân U cúi đầu nhìn Diệp Quân, nở nụ cười ung dung, từ lúc chúng ta bắt đầu cho đến nay, chắc hẳn trong lòng Diệp công tử vẫn luôn coi ta là một tên hề, cho rằng ta không có tư cách đấu với ngươi, tại sao? Vì ngươi có rất nhiều cường giả ở phía sau ngươi. Chẳng hạn như Đồ cô nương bên cạnh, Đồ cô nương này còn chỉ là một trong số rất nhiều cô của ngươi, bất cứ ai trong số họ cũng đều là cường giả mạnh nhất thế gian này. Chưa kể, ngươi còn có cha ngươi, có ông nội, đại bá, và còn có cô váy trắng bất khả chiến bại của ngươi. Có nhiều chỗ dựa và chiêu cuối như thế, không ai có thể đấu với ngươi, ngươi đều coi họ như tên hề, đúng chứ? Diệp Quân nhìn Quân U, cười nói, cô đang giả vờ với ta đấy à? Đầu tiên, từ lúc chúng ta xảy ra mâu thuẫn đến giờ, cô luôn gây phiền phức sau lưng ta, khiến hết người này đến người khác có cảnh giới cao hơn ta nhắm vào ta. Sao thế, chỉ cho phép bản thân cô âm thầm dùng thủ đoạn, không cho phép ta gọi người à? Hơn nữa, nếu ta muốn dựa vào thế lực của nhà ta thật thì mẹ nó, những đám lưu manh như cô đã biến thành cho bụi rồi, còn đến lượt cô ở đây lên mặt với ta à? Quân U híp mắt, Diệp công tử, ngươi. Ngươi cái quần gì? Diệp Quân càng nghĩ càng tức, hắn xòe tay ra, tia kiếm khí bỗng xuất hiện trong tay hắn. Kiếm khí thiên mệnh. Tay trái Diệp Quân chỉ vào người đồ đen bên cạnh Quân U, hắn nhìn thẳng vào Quân U, hôm nay ông đây còn dựa vào người nhà mình, đến đây, chẳng phải ngươi rất giỏi sao? Bây giờ ông đây đứng đây này, ngươi đến giết ta đi. Cầu đến giết. Sắc mặt mọi người đều rất kỳ lạ. Thật ra họ không nhìn ra được sự đáng sợ của kiếm khí trong tay Diệp Quân, lúc này kiếm khí trong tay Diệp Quan không có bất kỳ dao động nào, giống như kiếm khí bình thường. Tất nhiên họ sẽ không ngu ngốc cho rằng đây là kiếm khí bình thường. Mọi người đều nhìn người đồ đen phô diễn sức mạnh trước đó, nhưng người đồ đen lại giữ im lặng ngoài dự đoán của mọi người. Sắc mặt mọi người càng trở nên kỳ lạ. Đến đây nào! Diệp Quân chỉ vào Quân U và người đồ đen mắng, mẹ nó, các ngươi đến giết ta đi, hôm nay ta vẫn sẽ dựa vào thế lực của gia đình, nếu các ngươi không phục thì giết ta đi.
nghe thế các cường giả thần châu đều tức giận. Mẹ kiếp, kiêu ngạo quá rồi đấy. Một cường giả nền văn minh thần châu bỗng bước ra, tức giận chỉ vào Diệp Quân, Diệp Quân, ngươi lấy tia kiếm khí để kiêu ngạo cái gì hả? Lúc mọi người tưởng ông ta định ra tay thì đột nhiên chuyển chủ đề, tiền bối đồ đen này vô địch, sao có thể sợ kiếm khí không rõ lai lịch của ngươi được chứ? Hắn có thể giết chết ngươi chỉ với một đòn. Mọi người! Người đồ đen bỗng giơ tay lên. Gã ra tay thật rồi. Nhưng gã không tấn công Diệp Quân mà ra tay với ông lão thần châu đó, ông lão thần châu còn chưa kịp phản ứng đã biến thành một đống máu. Bị giết trong tích tắc. Mọi người! Người đồ đen khàn giọng nói, tự cho mình thông minh đi đổ thêm dầu vào lửa, cũng phải xem mình có khả năng đấy không. Các cường giả thần châu nhìn người đồ đen, cực kỳ sợ hãi, sức mạnh này đáng sợ quá. Người đồ đen quay lại nhìn Diệp Quân, không nói gì. Quân U bên cạnh gã bỗng lên tiếng, Diệp công tử, hôm nay là chuyện của ngươi và nền văn minh thần minh, bọn ta không nhúng tay vào, các ngươi tiếp tục đi. Nói rồi hai người lùi sang một bên. Diệp Quân nhìn chỗ đó, sau đó đi đến cạnh đồ, đồ nói, người đó không đơn giản. Diệp Quân gật đầu, con biết. Đồ nhìn kiếm khí trong tay Diệp Quân, tỷ ấy để lại cho con. Diệp Quân gật đầu, vâng. Đồ cười nói, tỷ ấy từng nói con trưởng thành rồi, giờ xem ra đúng là thế thật. Diệp Quân nhìn kiếm khí trong tay, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, tại sao cô còn muốn thử thách con? Đồ nói, đây không phải là thử thách. Diệp Quân nhìn đồ, đồ khẽ nói, đây là đang rèn giũa con, tất nhiên đây là cách rèn giũa rất tàn nhẫn, cũng chính là vì con đã trưởng thành nên tỷ ấy mới sẽ rèn giũa con bằng cách này. Diệp Quân vẫn còn hơi không tin. Nhưng đồ lại không giải thích gì thêm, bà ấy ngẩng đầu lên nhìn lăng tu nữ cách đó không xa, lúc này lăng tu nữ cũng đang nhìn bà ấy. Tay phải lăng tu nữ để ra sau lưng, cô ta đứng đó khiến người ta có cảm giác bị áp bức. Lúc này các cường giả thần châu xung quanh ngày càng nhiều. Đằng xa, Huyền Quân chỉ còn lại linh hồn bỗng ngẩng đầu lên, thần phụ, người còn định đứng xem nữa sao? Hai. Một tiếng thở dài bỗng vang lên. Một ông lão chậm rãi đi xuống từ trên bầu trời trong ánh nhìn của mọi người, ông ta mặc một chiếc thần bào rộng, mái đầu bạc trắng nhưng được trải chuốt gọn gàng, ông ta trông rất già, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, nhưng khuôn mặt lại hiện lên vẻ thương xót, trách trời thương dân khiến người ta có cảm giác đây là một ông lão hiền lành, tốt bụng. Thần phụ. Mọi người đều nhìn sang ông lão này. Trong toàn bộ nền văn minh thần minh, địa vị của thần phụ này chắc chắn rất đặc biệt, vì thần phụ này đã đi theo thần minh từ trước khi thiết lập trật tự thần minh. Là người có cấp bậc nguyên lão. Thần phụ nhìn sang Diệp Quân, ông ta nhìn Diệp Quân một chốc rồi nói, ta đã theo chủ nhiều năm rồi, nếu chủ có ý đến thế gian, ta nghĩ cô ta sẽ thông báo cho ta. Diệp Quân cười nói, thế nên ông nghĩ ta là giả à? Thần phụ lắc đầu, thật giả cũng không quan trọng như thế. Diệp Quân nhìn thần phụ, lặng lẽ đợi câu tiếp theo. Thần phụ nói, Diệp công tử, ngươi là người trật tự, ngươi muốn thiết lập trật tự, hẳn phải nói là ngươi đã tự mình thiết lập trật tự, những gì ngươi làm bây giờ. Đừng nói nữa. Diệp Quân ngắt lời thần phụ, ta nghĩ chúng ta không cần lãng phí thời gian ở đây, ông chẳng qua chỉ muốn nghĩ ra một lý do chính đáng để giết ta thôi. Nói rồi hắn nhìn các cường giả thần châu đó, các ngươi cũng vậy. Ta biết rõ sự thật là gì, thật ra các ngươi cũng biết rất rõ, tất cả chúng ta đều hiểu đây không phải là vấn đề thật hay giả, thật ra đây là một vấn đề phân chia lợi ích, sự xuất hiện của ta ảnh hưởng đến lợi ích của các ngươi, chỉ đơn giản như thế. Đừng nói đến ta, cho dù thần minh xuất hiện, chỉ cần cô ta không có thực lực vô địch năm xưa, chỉ cần cô ta ảnh hưởng đến lợi ích của những người nắm quyền là các ngươi đều sẽ nói cô ta là giả. Thần phụ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Sắc mặt các cường giả chúng thần điện đều hơi khó coi. Tu nữ cầm đao cong bên cạnh Diệp Quân bỗng khó hiểu hỏi, tại sao? Họ, sợ, chủ xuất hiện. Diệp Quân nhìn tu nữ cầm đao cong đơn thuần, cười nói, vì thẹn với lòng. Tu nữ cầm đao cong hơi khó hiểu. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn các cường giả thần châu trên bầu trời, nhẹ giọng nói, cô nhìn xem, ai trong số họ cũng đều béo tròn, địa vị cao, có tiền và quyền lực.
coi tất cả chúng sinh như trâu ngựa. Nếu thần minh xuất hiện, cô nói xem họ có sợ hay không? Vừa sợ thần minh, vừa sợ sẽ mất đi tất cả những gì mình có hiện tại. Họ không phải kẻ ngốc, mà là quá thông minh. Tu nữ cầm đao cong quay lại nhìn các cường giả thần châu đó, nhưng nghĩ đến điều gì? Diệp Quân thấp giọng thở dài. Lấy sử làm răn. Hắn biết một ngày nào đó vũ trụ quan huân cũng sẽ như vậy, vì đây là đạo, đây là quy luật, đây chính là bản chất con người, không phải bất kỳ luật pháp hay ý chí nào cũng có thể thay đổi hoàn toàn được. Đương nhiên hắn không hề nản lòng, nhìn thấy vấn đề trước còn hơn là không nhìn thấy vấn đề gì cả. Thần phụ thấp giọng thở dài, Huyền Quân nói ngươi là người Đông Hoang, lúc đầu ta còn không tin, giờ xem ra ngươi đúng là người Đông Hoang, ý nghĩ muốn tiêu diệt nền văn minh thần minh vẫn còn à. Ông ta vừa dứt lời, cả thế giới thần châu bỗng rung chuyển, chẳng mấy chốc những chùm ánh sáng bay thẳng lên trời từ sâu trong lòng đất thần châu, trong những chùm ánh sáng đó có những văn tự nhỏ dày đặc, chúng xoay chuyển theo một cách có trật tự, từng luồng sức mạnh bí ẩn xuất hiện, sau đó bao trùm cả thế giới thần châu. Trận pháp thần pháp. Sắc mặt Hề Trọng đứng cách Diệp Quân không xa trở nên nghiêm trọng. Trận pháp thần pháp. Trận pháp mạnh nhất thần châu không phải là đại trận phòng thủ mà là đại trận tấn công chủ yếu, một khi được kích hoạt, ngay cả cường giả cảnh giới thần minh cũng có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Thần châu muốn liều mạng. Đồ ở bên cạnh Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn những cột sáng đáng sợ trên bầu trời, thanh kiếm trong tay bà ấy khẽ rung lên, đang định ra tay thì lúc này, một tia thần thức khóa chặt lấy bà ấy. Đồ nhìn Lăng Tu Nữ ở đằng xa. Lúc này Lăng Tu Nữ cũng đang nhìn chằm chằm bà ấy, nào, để ta xem thử kiếm của ngươi mạnh thế nào. Nói rồi cô ta xòe tay ra, một tia sấm màu đen bỗng rơi xuống từ tận cuối bầu trời, vững vàng rơi vào tay cô ta. Đó là một thanh đao được ngưng tụ từ sấm sét màu đen. Thật ra cô ta là đao tu. Khi cầm đao lôi màu đen, khí tức trên người Lăng Tu Nữ bỗng thay đổi rất nhiều, đó là một luồng khí thế cực kỳ hung dữ và độc đoán. Như thể có thể chém hết mọi thứ chỉ bằng một nhát kiếm. Cảm nhận được khí thế đáng sợ trên người Lăng Tu Nữ, sắc mặt đám người Huyền Quân hơi nghiêm túc, thực lực của người phụ nữ này vượt xa những gì họ nghĩ. Thần phụ cũng đang nhìn Lăng Tu Nữ, ánh mắt ông ta hiện lên vẻ nghiêm túc. Đồ ở đằng xa nhìn Lăng Tu Nữ, cười nói, đúng như ngươi mong muốn. Nói rồi. Bù. Đồ biến thành tia kiếm quang lao về phía Lăng Tu Nữ. Nhát kiếm này sắp đạt đến cực hạn, mọi người còn chưa kịp nhìn thấy kiếm quang thì đã thấy Lăng Tu Nữ văng ra xa, vô số đao khí sấm sét màu đen nổ tung khắp nơi như pháo hoa, vô cùng rực rỡ. Sau khi Lăng Tu Nữ dừng lại, một tia kiếm quang vạn trượng xuất hiện trên đỉnh đầu cô ta. Cô ta nheo mắt lại, trong mắt sấm sét lóe lên, ngay sau đó cô ta tiến lên trước một bước, hai tay cầm dao sấm chém mạnh một nhát, vô số đao khí được ngưng tụ từ tia sấm màu đen lao ra. Đâm vào kiếm khí của đồ một cách tàn bạo nhất. Nhát đao này rất dứt khoát. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, khu vực thời không chỗ hai người đang đứng nổ tung, vô số đao quang và kiếm khí bắn ra khắp bốn phía, khiến trời đất như vỡ vụn. Đột nhiên, Lăng Tu Nữ mang theo đao thế đáng sợ lao lên trời trong ánh nhìn của mọi người, phía sau cô ta là đao quang sấm sét màu đen dài cả vạn trượng, cô ta cầm thanh lôi đao. Quanh người toát ra đao quang sấm sét vô tận, khí thế bức người. Cô ta nhìn chằm chằm vào đồ đang cầm kiếm dài ở đằng xa, ngay sau đó cô ta biến mất khỏi chỗ đó, sau đó lửa đao sấm lao về phía đồ ở cách đó không xa. Đồ nhìn Lăng Tu Nữ trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú, bà ấy xoay cổ tay, lắc mình rồi biến thành tia kiếm quang lao về phía Lăng Tu Nữ. Một tiếng nổ chói tai vang lên. Khu vực thời không nơi hai người phụ nữ đang đứng sụp đổ, ngay sau đó khu vực thời không sụp đổ bị vô số kiếm quang và đao quang bao phủ. Thấy thế, Diệp Quân ở đằng xa khá ngạc nhiên, trong sức mạnh của Lăng Tu Nữ này không có ý chí thần minh. Vẻ mặt Mục Tu Nữ khá phức tạp, cô ta là mệnh thần. Mệnh thần. Diệp Quân lặng thinh, mình là thần của mình, cấp bậc mệnh thần này chắc chắn là rất mạnh. Mục Tu Nữ và Linh Tu Nữ nhìn Lăng ở đằng xa, vẻ mặt phức tạp, tuy lúc nhỏ họ có đánh nhau, cãi nhau nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày trở thành kẻ thù của nhau. Ngày càng có nhiều cột sáng xuất hiện xung quanh,
Điều khiến Diệp Quân cảm thấy kinh ngạc là lúc sức mạnh của đồ và lăng tu nữ đang tác động mấy cột sáng đó thì lại không thể nghiền nát được chúng. Những cột sáng đáng sợ đó tụ lại giữa trời và đất, toát ra sức mạnh khiến người khác sợ hãi. Cổ Hạo và Hề Trọng bên cạnh Diệp Quân nhìn mấy cột sáng đó, vẻ mặt khá phức tạp, nhưng lúc này họ đã không còn sợ nữa. Đã đến lúc này rồi, họ đã nghĩ thoáng hơn, một là trở nên giàu sang, hai là chết thôi, dù sao đánh xong là xong việc. Bên kia, thần phụ bỗng bay lên trời, ông ta đi tới trước mặt Quân U và người áo đen, mỉm cười nói, nên gọi hai vị thế nào nhỉ? Người đồ đen không nói gì. Quân U nhìn ông ta, Quân U. Thấy cô ta không nói thật, thần phụ hơi không vui, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, ông ta mỉm cười nói, hai vị, ta có thể thấy các ngươi cũng muốn giết Diệp Quân, vừa lúc kẻ thù của nền văn minh thần minh cũng là Diệp Quân này. Nếu đã vậy thì tại sao chúng ta không hợp tác với nhau? Hợp tác? Quân U cười ẩn ý nói. Thần phụ làm như không nhìn thấy nụ cười có ý chế giễu của Quân U, gật đầu, đúng thế. Quân U cười nói, thần phụ, bọn ta và Diệp công tử này không phải là kẻ thù một mất một còn, bọn ta và hắn chỉ có chút hiềm khích thôi. Thần phụ nhíu mày. Quân U nhìn Diệp Quân phía dưới. Nền văn minh thần minh sẽ không dùng thủ đoạn như vậy, ta tin chắc chỉ một kiếm tu còn chưa đến cảnh giới thần minh thì chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của nền văn minh thần minh. Thần phụ không nói gì, sắc mặt xa sầm. Ông ta đã hiểu ý của đối phương rồi, đối phương muốn nền văn minh thần minh và Diệp Quân đều bị thiệt. Đây không phải là trọng điểm là rốt cuộc hai người này đến từ thế lực nào. Thần phụ không nói gì nữa, xoay người bỏ đi. Nếu nói thêm nữa thì chỉ rước nhục vào thân thôi. Thấy thần phụ rời đi, Quân U bật cười. Thần phụ quay lại chỗ cũ, nhìn Diệp Quân nói, giết. Việc ông ta muốn bây giờ là nhanh chóng giải quyết đám người Diệp Quân. Ông ta vừa dứt lời, thần quang tụ lại bỗng dâng lên giữa không trung, dần ngưng tụ thành một thanh thần kiếm màu vàng, thanh kiếm rơi thẳng xuống, mang theo uy lực của bầu trời lao thẳng đến chỗ Diệp Quân. Chỉ là uy lực thôi mà đã có thể khiến mọi người ở đó không thở nổi. Đại trận siêu cấp có thể dễ dàng giết chết cường giả cảnh giới thần minh. Lúc này, mục tu nữ ở bên cạnh Diệp Quân bỗng bay lên trời, sau khi lên đến trên không trung, cô ta giang hai tay ra, hai luồng sáng vàng phóng ra từ lòng bàn tay cô ta. Ánh sáng vàng ẩn chứa sức mạnh ý chí thần minh cực kỳ thuần khiết, khi sử dụng sức mạnh ý chí thần minh này, khí tức của cô ta bỗng tăng lên rất nhanh. Mục tu nữ nhắm mắt lại, khí tức xung quanh dâng lên như thủy triều, ngay sau đó cô ta đột nhiên lao lên trời rồi tung ra một cú đấm đánh vào thanh kiếm khổng lồ màu vàng đáng sợ đó. Đòn tấn công của mục tu nữ đánh trúng vào thanh kiếm khổng lồ đó. Chỉ nghe thấy một tiếng động cực lớn, vô số ánh sáng vàng và quyền mang bỗng nổ tung, nhanh chóng quét qua bốn phía, nhấn chìm cả bầu trời. Trên bầu trời, mục tu nữ rơi thẳng xuống. Nhưng lúc đáp xuống, cô ta lại dừng lại, một vệt máu chảy ra khóe miệng cô ta. Lại thêm một thanh kiếm vàng nữa phá vỡ thời không rơi thẳng xuống. Sau khi thanh kiếm khổng lồ này rơi xuống, ánh sáng vàng và quyền mang trên bầu trời trước đó biến mất. Sức mạnh của thanh kiếm này mạnh hơn ít nhất gấp 5 lần trước đó. Mạnh gặp mạnh thì càng mạnh hơn. Mục tu nữ nhìn chằm chằm thanh kiếm vàng rơi xuống đó, cô ta siết chặt hai tay. Một ngọn lửa lập tức bao quanh lấy cô ta. Thiêu đốt thân xác và linh hồn. Lúc này khí tức của cô ta lại tăng lên, thời không xung quanh cô ta nhấp nhô dưới sự lan ra của khí tức. Ánh mắt mục tu nữ lóe lên tia hung ác, cô ta biến thành tia lửa lao lên trời, lại đâm mạnh vào thanh kiếm màu vàng đó, đòn tấn công của cô ta như nghiền nát thanh kiếm khổng lồ màu vàng thành từng mảnh, nhưng cô ta cũng bị sức mạnh đáng sợ bên trong thanh kiếm làm cho chấn động lùi về sau. Lúc dừng lại, cả người cô ta đều trở nên hư ảo. Nhưng lúc này trên bầu trời lại có thêm một thanh kiếm khổng lồ màu vàng bay đến. Nhát kiếm này mạnh hơn thanh kiếm trước đó. Chỉ riêng uy lực khí tức đã có thể trấn áp toàn bộ thần châu rơi vào hư ảo, các cường giả thần châu xung quanh đều biến sắc, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Ngay lúc này thần phụ bỗng cao giọng hét, giết chết kẻ tiết độc. Nói rồi ông ta lao thẳng về phía Diệp Quân và mục tu nữ ở bên dưới, lúc ông ta ra tay, một kết giới rất mạnh bao phủ lấy mấy người Diệp Quân, sức mạnh của ông ta cực kỳ đáng sợ, thế mà lại không thua kém gì lăng tu nữ.
Sau khi nhận được lệnh của thần phụ, các cường giả cảnh giới thần minh đỉnh cấp của thần châu không còn do dự nữa mà lao thẳng về phía mục tu nữ và mấy người Diệp Quân ở bên dưới. Mục tu nữ siết chặt tay lại, ánh mắt hiện lên một tia quyết tâm, cô ta vừa đang định ra tay thì lúc này Diệp Quân lại kéo cô ta lại. Mục tu nữ quay đầu lại nhìn Diệp Quân không nói gì kéo cô ta ra phía sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn thanh kiếm khổng lồ màu vàng kim và rất nhiều cường giả cảnh giới thần minh, thân xác hắn và kiếm thanh huyên trong tay đột nhiên bốc cháy. Lúc này Cổ Hạo và Hề Trọng bên cạnh hắn cũng đang thiêu đốt thân xác và linh hồn, họ không có tuyệt vọng, chỉ có sự bình tĩnh. Vì ngay từ lúc lựa chọn đi theo Diệp Quân, họ đã nghĩ đến kết cục này rồi. Diệp Quân nhìn bầu trời, kiếm thanh huyên trong tay hắn rung lên. Hắn hít một hơi thật sâu, ngay lúc vừa định rút kiếm ra, một bàn tay bỗng vỗ nhẹ vào vai hắn, sau đó một giọng nói khá quen thuộc vang lên bên tai hắn, này. Xin lỗi nhé, ta đến muộn rồi. Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Diệp Quân quay đầu nhìn lại thì thấy là Tang Mi đến, Tang Mi mặc một chiếc váy dài đơn giản, vẫn đang vừa cười vừa nhìn hắn. Vẫn dịu dàng trầm tĩnh như ngày nào. Thấy người đến, Diệp Quân cười khổ, cô mà còn không đến nữa thì chắc chúng ta hẹn kiếp sau gặp lại mất. Tang Mi mỉm cười không nói gì, cô ta quay đầu nhìn đám cường giả thần châu đang vọt tới kia, sau đó duỗi tay ra, ngón tay hơi điểm nhẹ. Không gian nơi ngón tay chạm vào tựa như mặt hồ bị thảy đá xuống, lập tức nổi lên từng gợn sóng, ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Thời gian dừng lại. Tất cả cường giả thần châu đang vọt đến chỗ Diệp Quân đều bị ngừng lại, ý thức của bọn họ vẫn tỉnh táo, nhưng không thể nào cử động được, bao gồm cả thần phụ dẫn đầu, trong mắt ông ta ngập tràn sự sợ hãi, ông ta muốn phản kháng nhưng lại không thể, bởi vì lúc này đâu, tất cả sức mạnh của ông ta đều không thể điều động được. Tuyệt vọng. Hoàn toàn tuyệt vọng. Đây là cường giả cỡ nào? Không chỉ ông ta, các cường giả thần châu còn lại cũng đều ngập tràn tuyệt vọng ở trong đáy mắt. Bởi vì đối diện với sức mạnh này, bọn họ có dốc cả tuyệt học cả đời của mình cũng không làm gì được. Mấy người mục tu nữ bên cạnh Diệp Quân thấy cảnh này thì cũng rất khó tin. Họ nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Tang Mi, trong mắt đều ngập tràn sự tò mò. Tang Mi liếc mắt nhìn đám người thần phụ, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, chẳng mấy chốc, cô ta lại quay sang nhìn mục tu nữ cùng tu nữ cầm thương, vẻ bình tĩnh trong mắt cô ta lại ánh lên chút trìu mến, cười nói, tiểu mục nhi. Tiểu Liên Nhi, lâu rồi không gặp. Hai tu nữ nghe được câu ấy, trong đầu như có tiếng sấm nổ tung. Tu nữ cầm đao cong lập tức vứt cây kẹo hồ lô đang ăn đi, vội vàng lao đến quỳ xuống trước mặt Tang Mi, sau đó ôm chặt lấy chân cô ta, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mục tu nữ ngơ ngác nhìn Tang Mi trước mắt, rồi nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, lăn dài trên gò má. Hề Trọng và Cổ Hạo ở bên nhìn cảnh trước mắt này, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là run rẩy, hưng phấn, bọn họ đã nhận ra điều gì đó, nhưng cũng không hoàn toàn dám chắc, nhưng vẫn cảm thấy chắc chắn là vậy rồi. Cơ thể hai người đều run lên, hưng phấn và kích động. Tang Mi nhẹ nhàng xoa đầu tu nữ cầm đao cong trước mặt, cô ta mỉm cười, trong mắt ngập tràn dịu dàng, chẳng mấy chốc, cô ta lại quay sang nhìn nhóm cường giả thần phụ rồi nhẹ nhàng vươn tay ra. Tất cả đều khôi phục lại bình thường. Thần phụ dẫn đầu hoảng sợ nhìn Tang Mi, ngươi là ai? Lúc này đây, giọng nói của ông ta run bần bật. Tang Mi cười nói, lão sư, ngay cả ta mà ông cũng không nhận ra. A. À. Đầu óc thần phụ trống rỗng, một khắc sau, ông ta lập tức quỳ xuống, hoảng sợ nói, thần. Minh, đại nhân, ngài còn sống. Thần Minh. Vừa dứt lời. Toàn bộ cường giả thần châu đều bỡ ngỡ, ai cũng đứng ngây ra tượng. Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả cường giả thần châu đều quỳ rạp xuống. Nhưng Tang Mi không quan tâm bọn họ mà quay sang nhìn Diệp Quân ở bên, Diệp Quân cười khổ, cô giấu kỹ quá, ta cũng khổ. Tang Mi lại lắc đầu, ta không giấu ngươi. Diệp Quân nhìn chằm chằm Tang Mi, lần đầu chúng ta gặp mặt, cô nói cô đến để gặp một ngươi. Tang Mi cười nói. Là gặp ngươi đó. Diệp Quân lại nói, ta từng hỏi rồi, cô có phải người của chúng thần điện không, cô nói không phải. Tang Mi chớp mắt, ta thật sự không phải là người của chúng thần điện, bởi vì chúng thần điện là của ta. Diệp Quân. Tang Mi cười nói, ta
ta cũng từng nói với ngươi là ta đến từ dinh tự Thần Châu, ta tên chủ, tất nhiên đây chỉ là do bọn họ gọi ta như thế. Diệp Quân nhớ lại lần đầu gặp Tang Nghi, đúng là cô ta đã nói như vậy. Lúc này, Tang Nghi đột nhiên nói, không đúng, thật ra ngươi đã đoán được thân phận của ta từ trước rồi, đúng không? Diệp Quân thu hồi tâm tư, hắn gật đầu, ta từng nghĩ qua, nhưng không dám xác định 100%. Hơi thở thần minh trên ấn thần minh, chính là món quà nhỏ lúc trước cô tặng ta. Tang Nghi gật đầu, cười nói, đúng thế. Diệp Quân nhìn Tang Nghi, vừa rồi cô nói cô cố ý đến gặp ta, là vì sao? Tang Nghi nhìn hắn, cuộc tranh giành đại đạo. Diệp Quân sửng sốt. Tang Nghi cười nói, ta rất tò mò về một trật tự văn minh hoàn toàn mới, cho nên mới đến gặp thử. Diệp Quân hỏi, chỉ vậy thôi. Tang Nghi lắc đầu, tất nhiên là không rồi. Diệp Quân nhìn cô ta, đợi thêm đoạn sau, nhưng trong lòng không kềm được nổi lên đề phòng. Tang Nghi nhìn ra được sự đề phòng của Diệp Quân, cô ta cười nói, đừng đề phòng ta, như vậy khiến chúng ta trở nên thật xa lạ. Diệp Quân nói, những năm qua ta chịu nhiều khổ lắm, không ít lần bị người tính kế hãm hại, ta cũng sợ. Tang Nghi không nói gì, mà chỉ nhẹ nhàng nâng tu nữ cầm đao cong đang khóc không thành tiếng lên, cô ta dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt của tu nữ cầm đao cong, cười nói, vẫn đáng yêu như ngày xưa. Tu nữ cầm đao cong nắm chặt lấy cánh tay Tang Nghi, như chỉ sợ cô ta sẽ lại đi mất. Tang Nghi lại nhìn mục tu nữ ở bên cạnh, cô ta khẽ mỉm cười nói, mục. Mục tu nữ đi tới trước mặt Tang Nghi, hơi cúi đầu xuống, nói khẽ, ta đã rất lo lắng cho ngài. Tang Nghi gật gật đầu, ta biết. Nói rồi, cô ta lại nhìn Diệp Quân, mỉm cười, chắc ngươi có rất nhiều câu hỏi đúng không? Diệp Quân gật đầu. Tang Nghi nói, ngươi đi theo ta. Nói rồi, cô ta lại nhìn sang Cổ Hạo và Hề Trọng ở bên, các ngươi cũng theo đi. Hai người lập tức kích động đến mức quỳ bịch xuống đất. Mẹ kiếp! Đổi đời rồi! Tang Nghi dẫn nhóm Diệp Quân đi về phía chân trời, ở nơi đó còn có Quân U và người áo đen thần bí. Tang Nghi lại nhìn nhóm cường giả Thần Châu đang quỳ ở phía xa, khẽ nói, tiểu kiếm tu, thật sự xin lỗi ngươi, là ta cố ý đến muộn. Diệp Quân gật đầu, ta cũng đoán được, cô muốn quan sát xem văn minh thần minh hiện tại rốt cuộc đã thành dạng gì rồi. Tang Nghi gật đầu, vẻ mặt có hơi âm u, tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng ta vẫn thấy rất khó chịu. Diệp Quân nhìn Tang Nghi, cô định xử trí bọn họ như thế nào? Tang Nghi mỉm cười, còn nhớ trước đây chúng ta từng nói về đạo, về quy luật không? Diệp Quân gật đầu. Tang Nghi nhìn Diệp Quân, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Diệp Quân lại gật đầu tiếp, hiểu được một chút. Tang Nghi vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Diệp Quân nhìn thẳng vào mắt của cô ta, đạo và quy luật của thế gian đã và sẽ tồn tại vĩnh hằng, không thể thay đổi bởi bất kỳ ý chí của người nào, cho dù có tạm thời thay đổi thì cuối cùng chúng nó cũng sẽ quay về hình dạng cũ. Giống như con người, từ khi sinh ra đã định người đó chắc chắn sẽ chết, quá trình này không thể thay đổi. Nhưng, nói đến đây, ánh mắt của hắn bỗng ánh lên sự kiên định trước nay chưa từng có, sống không phải là đạo của ta, chết cũng không phải đạo của ta. Đạo của ta chính là quá trình đó, sống vì chúng sinh, chết cũng vì chúng sinh. Ầm ầm, thời khắc này kiếm ý trật tự trong cơ thể Diệp Quân đột nhiên phóng lên trời, luồng khí thế đó không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt, hơi thở của hắn đã đạt đến cảnh giới thần minh, hơn nữa đó chỉ mới là kiếm ý trật tự. Đạo tâm trật tự của hắn lúc này kiên định hơn bao giờ hết. Tang Nghi đột nhiên nở nụ cười, cười rất rạng rỡ, tiểu kiếm tu, may mà ta đã đến gặp ngươi. Chỉ có hai người hiểu được ý nhau. Diệp Quân biết, vũ trụ quan huyên cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày biến thành như nền văn minh thần minh này, đó là điều không thể chống lại, nhưng không sao, trong quá trình này văn minh vũ trụ quan huyên của hắn chắc chắn có thể giúp cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cũng như con người sinh ra rồi sẽ chết, đó là quy luật không thể chối cãi, nhưng quá trình một đời của họ có thể sống êm ái, có thể sống vui vẻ, có thể sống rực rỡ hoài bão, có thể sống oanh liệt vang danh. Cho dù cuối cùng đều phải đi đến điểm kết của sinh mệnh, nhưng vậy thì có sao? Người vẫn yêu cuộc đời này cho dù biết rõ rằng rồi nó sẽ hết, chắc chắn là rất vĩ đại.
Tất nhiên quá trình của hai người thật ra cũng là chỉ chúng sinh. Tuy Văn Minh Thần Minh bây giờ đã bị biến chất, nhưng với Tang Mi mà nói, cô ta chưa hề hối hận. Sống và chết, suy kiệt cùng hưng thịnh, tất cả đều là quy luật bình thường. Từ trên trời cao, Quân U nhìn Diệp Quân, ánh mắt vẫn bình tĩnh, lúc này đây kiếm ý trật tự trên người Diệp Quân vẫn đang điên cuồng tăng vọt, hơi thở kia đã vượt qua cảnh giới thần minh bình thường. Đạo tâm vững chắc. Mà lần nãy đạo tâm của Diệp Quân vững chắc hơn hẳn tất cả các lần trước đây, sau khi hắn hiểu rõ chân tướng và ngộ ra kết quả cuối cùng, nhưng vẫn kiên quyết một lòng không đổi với ý nghĩ của mình. Lột xác. Thời khắc này, kiếm ý trật tự của Diệp Quân lại được lột xác thêm một lần nữa. Tang Mi đột nhiên dừng bước lại, bởi vì có một cô gái chắn trước mặt bọn họ. Chính là Lăng Tu Nữ. Lúc này Lăng Tu Nữ tay cầm một thanh đao màu đen, khí thế kinh người. Tang Mi nhìn Lăng Tu Nữ, ánh mắt bình tĩnh. Cô gái trước mắt này cũng là do một tay cô ta tự mình nuôi lớn. Lăng Tu Nữ nhìn chằm chằm Tang Mi, ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ. Làm càn. Mục Tu Nữ giận tím mặt, định ra tay thì bị Tang Mi cản lại. Lăng Tu Nữ gắt gao nhìn chằm chằm Tang Mi, ngươi chưa từng cho ta thứ gì cả, tất cả đều là do ta tự mình tranh giành lấy, bao gồm cả vị trí thần minh chủ này. Dứt lời, cô ta đột nhiên hít một hơi thật sâu, tay trái siết chặt. Ầm. Đột nhiên, một luồng sấm sét đáng sợ màu tím bỗng phóng lên trời từ trong cơ thể cô ta, ngay sau đó, một luồng uy thế kinh khủng lập tức lan tràn ra khắp thiên địa. Uy thế kinh khủng đó khiến tất cả cường giả thần châu ở đây đều phải biến sắc. Bởi vì nó đã vượt qua cảnh giới thần minh. Thanh đao trong tay Lăng Tu Nữ lúc này cũng đã biến thành màu tím đậm. Toàn bộ thần châu lúc này đã trở nên mờ ảo, căn bản không chịu nổi được khí thế khủng bố tỏa ra từ trên người cô ta. Mệnh thần. Mệnh thần không dựa vào ý chí thần minh, hơn nữa còn vượt qua cả cảnh giới thần minh tối cao của Văn Minh Thần Minh, đạt đến một cấp độ khác. Cô ta đã tự tạo ra đạo của mình. Lăng Tu Nữ nhìn chằm chằm Tang Mi, khi đó ngươi nói với ta rằng chỉ có bản thân mới là thần của mình, rất cảm tạ khi đó ngươi đã dạy bảo như vậy. Nếu không ta chưa chắc đã có thể đi đến được như ngày hôm nay. Dứt lời, cô ta đột nhiên bay lên trời, tay cầm lôi đao màu tím chém về phía Tang Mi. Một ánh đao màu tím kéo dài mấy vạn trượng mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa lao thẳng đến đám người Tang Mi. Vẻ mặt của Mục Tu Nữ và Tu Nữ cầm đao cong vô cùng nghiêm nghị, một đao kia của Lăng Tu Nữ đã vượt quá cảnh giới thần minh, căn bản không phải là sức mạnh mà bọn họ có thể ngăn cản. Mà Tang Mi chỉ vươn nhẹ ngón tay ra. Ầm. Khoảnh khắc đó, ánh đao màu tím dài mấy vạn trượng lập tức bị phá nát, Lăng Tu Nữ bị chấn bay ngược ra ngoài hơn mấy trăm nghìn trượng. Sau khi Lăng Tu Nữ dừng lại, khí thế khủng bố cùng sấm sét quanh thần cô ta đã bị nghiền nát, chỉ cần vừa xuất hiện thì lập tức vỡ vụn, thế nhưng bản thân cô ta lại không hề hấn gì. Lăng Tu Nữ ngẩng đầu nhìn về Tang Mi ở phía xa, khó lòng tin được, sao có thể? Sao có thể? Tang Mi không để ý đến cô ta nữa, mà dẫn theo Diệp Quân đi về phía Quân U cùng người áo đen. Lăng Tu Nữ đột nhiên gằn giọng nói, tuyệt đối không thể. Nói rồi, cô ta siết chặt tay phải cầm lôi đao, định ra tay lần nữa, nhưng sức mạnh của cô ta vừa xuất hiện đã bị bóp nát. Lăng Tu Nữ ngây người. Lúc này, trên trời cao, người áo đen kia đột nhiên nhìn về phía Lăng Tu Nữ. Lăng Tu Nữ, ngươi không đánh lại được cô ta đâu, các ngươi căn bản không cùng một đẳng cấp. Sắc mặt Lăng Tu Nữ cực kỳ dữ tợn. Người áo đen lại nói, lại đây theo ta đi, thành tựu sau này của ngươi sẽ không thua kém gì cô ta. Dứt lời, ông ta khẽ vung tay phải lên, luồng sức mạnh thần bí vây hãm trên người Lăng Tu Nữ lập tức tiêu tan. Lăng Tu Nữ lập tức được khôi phục tự do. Lăng Tu Nữ không ra tay nữa. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tang Mi ở nơi xa, bắt đầu từ bây giờ, ta không còn là người của thần Minh Điện. Dứt lời, cô ta đột nhiên giật phăng dây chuyền ngọc bội màu vàng tím ở trên cổ xuống, trong mắt ánh lên một tia dữ tợn, sau đó bóp nát viên đá. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Khoảnh khắc khi ngọc bội vỡ nát đó, một chiếc ấn màu vàng chậm rãi bay lên. Ấn thần Minh Chủ. Tất cả mọi người đều bối rối. Mình cũng đứng ngây ra như phỗng.
Minh khí chí cao đứng đầu của văn minh thần minh, người nắm giữ ấn đó tức là thần minh, có thể điều động được tất cả quân đội cùng cường giả của nền văn minh này, cũng có thể trấn áp hết tất cả người phụ thuộc vào thần minh, bởi vì bên trong nó có ngọn lửa mạnh mẽ nhất nền văn minh thần minh, lửa thần minh. Kinh khủng nhất, người nắm giữ ấn thần minh chủ có thể điều động toàn bộ sức mạnh tín ngưỡng của cả nền văn minh. Nói cách khác, ấn thần minh chủ này có thể gia tăng thực lực cho lăng tu nữ chí ít hơn 10 lần. Tất nhiên, quan trọng nhất là nó tượng trưng cho một loại thân phận. Sau khi thần minh biến mất, sở dĩ trong văn minh thần minh xuất hiện tranh quyền đoạt lợi cũng là bởi vì ấn thần minh chủ không ở đây. Nhưng mọi người đều không ngờ rằng chiếc ấn quyền lực đó lại ở trong ngọc bội của lăng tu nữ. Mà ngọc bội đó lăng tu nữ đã được Tang Mi tặng từ khi còn rất nhỏ. Nói cách khác, từ lúc bé xíu, Tang Mi đã xem cô ta là người thừa kế của nền văn minh thần minh. Lăng tu nữ quỳ sụp xuống đất, cô ta ngây ngốc nhìn chiếc ấn thần minh chủ đang bay lơ lửng trước mắt mình, cả người như thể đã mất hồn. Cô ta luôn nghĩ rằng Tang Mi bất công, nhưng lại không ngờ rằng. Từ lúc bắt đầu Tang Mi đã trao vật quý giá nhất cho mình. Ở phía xa, Tang Mi không nhìn lại cô ta, mà chỉ dẫn Diệp Quân đi tới trước mặt Quân U và người áo đen. Quân U nhìn Tang Mi, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Diệp Quân nói, cô ta không phải là Quân U, thật sự đúng không? Tang Mi nhìn Quân U, cười nói, cảnh còn người mất. Cảnh còn người mất. Diệp Quân trầm mặc, lúc trước Tang Mi cũng từng nói câu này với Nam Tiêu. Ánh mắt Tang Mi bỗng rơi vào người áo đen bên cạnh Quân U, cười nói, chủ nhân bút đại đạo, vinh hạnh gặp mặt, thế cờ này ông đã dốc lòng rồi. Đây là bản thể của ông à. Nón lá trên đầu người áo đen chậm rãi biến mất, tiếp đó là một người đàn ông mặc đạo bào xuất hiện. Đệt. Cách đó không xa, Diệp Quân giận dữ chỉ thẳng vào chủ nhân bút đại đạo, lại là ông, chó đại đạo, đại bá ta lúc trước tha chết cho ông, vậy mà. Chủ nhân bút đại đạo nhìn về phía Diệp Quân, cắt ngang lời hắn, khẽ cười nói, Diệp Quân, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng, ta sợ đại bá của ngươi, ha ha, chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, thật ra cũng không quá ngạc nhiên, trước đó lúc đối phương tấn công đồ cô, hắn đã đoán được đại khái, thực lực mạnh như vậy lại che giấu, hơn nữa còn hèn hạ như vậy. Trong nhận thức của hắn, hắn chỉ có thể nghĩ đến chủ nhân bút đại đạo. Hắn cũng khá bất ngờ, ông ta thế mà lại không xem lời cảnh cáo của đại bá ra gì, tất nhiên càng ngạc nhiên hơn là người trước mặt này là bản thể. Người đến là bản thể, vậy là muốn lật bài ngửa. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, biết hắn vừa cố ý nhắc đến đại bá để thăm dò, thế là ông ta cười nói, không cần làm thế, ta là bản thể, nếu giả thì đền cho ngươi, ha ha. Diệp Quân nhìn ông ta, lật mặt nhanh thế à? Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, không trả lời mà quay đầu nhìn sang Tang Mi cách đó không xa, nở nụ cười thích thú, Tang cô nương, ta khá tò mò, cô sẽ lựa chọn như thế nào? Tang Mi không trả lời, mà quay sang nhìn Diệp Quân, có muốn đánh một trận không? Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo liên tục xua tay, cười nói, đừng nhìn ta, người sao có thể đánh lại ta chứ? Ý của Tang cô nương là Quân U cô nương bên cạnh ta. Diệp Quân nhìn sang Quân U bình tĩnh nói, ta không thành vấn đề. Diệp Quân nói, ta cũng thế. Tang cô nương nhìn Diệp Quân, cười nói, Quân U cô nương là thiên tài yêu nghiệt nhất đến từ Đông Hoang, không thể khinh địch. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Chủ nhân bút đại đạo phất tay áo, Diệp Quân và Quân U đã xuất hiện trong một hư không vô tận. Diệp Quân nhắm mắt lại. Tất nhiên hắn biết ý của Tang Mi, bây giờ kiếm đạo trật tự của hắn vừa mới được thăng cấp, đang cần một trận chiến để ổn định kiếm đạo trật tự. Đây là cơ hội tốt cho hắn, đương nhiên hắn sẽ không coi thường người phụ nữ trước mặt, nếu đối phương đã khoe khoang như thế thì chắc chắn vẫn có chút thực lực. Quân U nhìn Diệp Quân, ánh mắt rất bình tĩnh, tay phải để phía sau của cô ta siết chặt lại. Vèo. Một tiếng kiếm bỗng vang lên. Thoáng chốc một thanh kiếm đã lao đến trước mặt Quân U. Diệp Quân không sử dụng kiếm thanh huân, mà là kiếm ý được ngưng tụ từ kiếm ý trật tự. Tốc độ của nhát kiếm này nhanh như sấm sét, rất nhiều người ở đó còn chưa nhìn rõ thì đã lao đến trước mặt Quân U. Đối diện với nhát kiếm này của Diệp Quân,
Ánh mắt Quân U vẫn không hề dao động, tay phải ở sau lưng của cô ta bỗng tung ra một đòn. Vụt! Quyền thế của đòn tấn công này rất lớn, khiến ý kiếm của Diệp Quân dừng lại hẳn. Đúng lúc Diệp Quân định ra tay lần nữa, tay phải Quân U bỗng đánh về phía trước, tốc độ cực nhanh, nắm lấy ý kiếm của Diệp Quân, kéo về phía cô ta. Ầm! Cô ta thế mà lại kéo Diệp Quân vào trong một thời không kỳ lạ. Tuế Nguyệt Trường Hà. Sau khi kéo Diệp Quân vào Tuế Nguyệt Trường Hà, cô ta siết chặt tay trái, cả Tuế Nguyệt Trường Hà lập tức bị thiêu rụi, sau đó cả Tuế Nguyệt Trường Hà biến thành một ngọn lửa, xuất hiện trong lòng bàn tay cô ta. Nắm giữ Tuế Nguyệt Trường Hà. Tay trái Quân U đấm mạnh vào Diệp Quân, các đòn tấn công chồng lên nhau như có hàng tỷ cú đấm, sức mạnh cực lớn này lập tức nghiền nát kiếm ý của Diệp Quân. Cùng lúc đó Diệp Quân bị trúng một cú đấm khiến hắn lùi lại cả 10 vạn trượng. Sau khi dừng lại, kiếm ý trật tự xung quanh Diệp Quân tiếp tục hiện lên, nhưng lại bị tiêu diệt, cứ thế lặp đi lặp lại mấy chục lần, kiếm ý vẫn không thể ngưng tụ lại được. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của mấy người mục tu nữ đứng ở ngoài trở nên nghiêm túc, họ không ngờ thực lực của Quân U lại đáng sợ như vậy. Tang Mi nhìn hai người Diệp Quân trong Tuế Nguyệt Trường Hà, vẻ mặt rất bình tĩnh. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân trong Tuế Nguyệt Trường Hà, chỉ cười không nói. Trong Tuế Nguyệt Trường Hà, sau khi đánh cho Diệp Quân lùi xa, Quân U không tấn công nữa, mà chỉ lạnh nhạt nhìn Diệp Quân, nghe nói ngươi vẫn luôn bất khả chiến bại trong cùng cấp bậc, thật không may, ta cũng thế. Nói rồi cô ta chậm rãi bước về phía Diệp Quân, ngọn lửa Tuế Nguyệt cháy hừng hực trong tay phải để sau lưng của cô ta. Sau khi Tuế Nguyệt Trường Hà bị đốt cháy cũng không hề biến mất hoàn toàn. Không chỉ vậy, Tuế Nguyệt Trường Hà bị Quân U đốt cháy trước đó lại xuất hiện lần nữa. Đại đạo Tuế Nguyệt. Đây là đạo của cô ta. Tuế Nguyệt là đạo, vô tận. Quân U chậm rãi đi về phía Diệp Quân, thân thể của cô ta lúc thì hư ảo, lúc thì rắc chắc. Thật ra cô ta đang dùng đạo của mình để áp chế hàng tỷ Tuế Nguyệt trong hàng vạn Tuế Nguyệt Trường Hà, sử dụng bản thân mình. Ở đằng xa. Lúc này Diệp Quân cảm nhận được một cảm giác áp bức trước nay chưa từng có, hắn không chỉ đối mặt với Quân U, mà còn đối mặt với cả vạn Tuế Nguyệt Trường Hà, chỉ là cảm giác áp bức đó cũng đủ để giết chết cường giả cảnh giới thần minh bình thường. Diệp Quân siết chặt kiếm trật tự mới được ngưng tụ trong tay, đột nhiên hắn tung ra một nhát kiếm, ngay lúc hắn tung ra đòn tấn công, vô số kiếm ý trật tự lao ra, lần này những kiếm ý này không bị sức mạnh khí tức của Quân U ngăn lại nữa, chúng bao vây bên cạnh Diệp Quân. Sau khi Diệp Quân vung kiếm ra, kiếm ý trật tự vô tận biến thành ý kiếm rồi lao ra ngoài. Nhát kiếm này không chỉ cắt đứt khí tức Tuế Nguyệt của Quân U, cũng cắt đứt Tuế Nguyệt Trường Hà. Quân U không hề lùi mà còn tiến lên, lao về phía trước, khi cô ta lao đến, hàng vạn Tuế Nguyệt Trường Hà dâng trào, từng luồng sức Tuế Nguyệt mạnh đáng sợ hội tụ lại từ trời đất và tràn vào cơ thể cô, hàng vạn Tuế Nguyệt Trường Hà bùng phát từ huyết nhục của cô ta, rồi đập mạnh Diệp Quân theo nắm đấm của cô ta. Chỉ riêng khí tức đáng sợ phát ra từ đòn tấn công cũng có thể áp chế đến mức kiếm ý trật tự quanh người Diệp Quân bắt đầu lụi tàn. Nhưng lúc này khu vực thời không chỗ Diệp Quân và Quân U bỗng trở nên mơ hồ. Thời gian ngừng lại. Tốc độ cú đấm của Quân U bỗng chậm lại, Diệp Quân nhân cơ hội này phòng sự kết hợp giữa kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự của mình ra, hai kiếm ý hội tụ lại thành một ý kiếm, nhát kiếm của Diệp Quân đâm vào trước ngực Quân U. Vì thời gian của Quân U bị áp chế, cho nên nhát kiếm này nhanh hơn nắm đấm của Quân U rất nhiều. Quân U híp mắt nhưng không tỏ ra hoảng loạn, cánh tay phải của cô ta động đậy, tất cả sức mạnh lao ra như đập nước vỡ tung. Xoạt. Vèo. Ầm. Tuế Nguyệt Trường Hà bỗng nổ tung, hai người cùng lùi về sau, Diệp Quân lui về sau mấy mươi vạn trượng mới dừng lại, nhưng vừa dừng lại, ngực hắn lập tức nứt ra, trên ngực xuất hiện một cái lỗ. Đòn tấn công của Quân U đánh xuyên qua ngực hắn. Ở đằng xa, lúc dừng lại, trước ngực Quân U cũng có một lỗ kiếm bị xuyên qua. Lúc này hai người đã xuất hiện trong thời không hư vô trước đó. Quân U nhìn lỗ kiếm trên ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, lúc này trên người Diệp Quân toát ra hai loại kiếm ý, hơn nữa hai kiếm ý đang ngày càng mạnh. Kiếm ý của Diệp Quân bắt đầu tự chữa trị thân xác của mình, đương nhiên không dễ như vậy. Vì sức mạnh còn sót lại của Quân U vẫn đang cuồng nộ ở trước cái lỗ trên ngực hắn, nếu không nhờ hai kiếm ý của hắn chấn áp được thì sức mạnh của Quân U đã nghiền ép thân xác và thần hồn của hắn rồi.
Quân U cũng như thế, cô ta cũng đang trấn áp sức mạnh kiếm đạo nơi bị thương. Tay phải Diệp Quân nắm chặt ý kiếm trong tay, kiếm ý trật tự của hắn vẫn đang chuyển hóa, hiện giờ hắn chưa cảm nhận được giới hạn trên, sự chuyển hóa này là do đạo tâm của hắn ổn định. Kiên định không lung lay đi làm việc mình muốn. Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn Quân U ở đằng xa, bật cười, lại nào. Nói rồi hắn bỗng biến thành tia kiếm quang lao lên trời, xông thẳng đến chỗ Quân U. Vèo. Tiếng kiếm như xé tan bầu trời. Ở bên ngoài, chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân lao đến chỗ Quân U, cười nói, gặp mạnh thì càng mạnh. Tang Mi nhìn chủ nhân bút đại đạo, cười nói, tính hay đấy. Ha ha. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, Tang cô nương, tính toán gì đó chẳng qua đều là vài tiểu đạo. Không đáng nhắc đến. Tang Mi nhìn Quân Y, khẽ nói, cuối cùng vị đông hoang đó vẫn đi bước đó. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân và Quân U ở đằng xa, Tang cô nương, lúc đầu ta từng cho cô cơ hội. Tang Mi khẽ cười, không nói gì mà nhìn các cường giả thần châu bên dưới. Chủ nhân bút đại đạo cũng không nói gì. Mỗi người có lựa chọn riêng. Lúc này các cường giả cảnh giới thần minh của thần châu vẫn đang quỳ ở bên dưới, mặt ai cũng xám như tro, vô cùng tuyệt vọng. Tang Nghi thở dài, thu lại ánh mắt, lại nhìn về Diệp Quân ở trong thời không hư vô đó, ánh mắt nhìn Diệp Quân, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong thời không hư vô đó, Diệp Quân cầm kiếm tấn công Quân U, từng tia kiếm quang đáng sợ liên tục chém vào Quân U, nhưng đối mặt với những đòn tấn công như vũ bão của Diệp Quân, Quân U không hề sợ hãi mà đối đầu trực diện. Không chỉ Diệp Quân càng đánh ngày càng mạnh, mà ngay cả Quân U cũng càng đánh càng mạnh, cũng may hai người đang ở trong một thời không đặc biệt, nếu là ở Thần Châu này, họ đã phá tan Thần Châu từ lâu rồi. Diệp Quân cầm kiếm chém mạnh vào Quân U, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ là, chiến đấu. Hắn không sử dụng sức mạnh huyết mạch của mình và kiếm Thanh Huyên, đối với Diệp Quân, chỉ cần người khác không lớn ăn hiếp nhỏ. Đối kháng công bằng thì Diệp Quân hắn sẽ không sử dụng thần khí. Cho dù có thua cũng chẳng sao. Mà Quân U cũng không sử dụng bất kỳ thần khí nào, chỉ sử dụng sức mạnh đại đạo của mình, tất nhiên không có nghĩa là cô ta không có thần khí mạnh nào, cô ta cũng có kiêu ngạo của mình giống như Diệp Quân. Thiên tài đỉnh cấp nhất đến từ hai vũ trụ quyết đấu công bằng với nhau. Ầm ầm. Thời không hư vô đặc biệt đó dần bắt đầu không thể chịu được sức mạnh của hai người. Bắt đầu vỡ vụn từng chút, lúc này trên người Quân U có hàng chục vết kiếm, còn thân xác Diệp Quân cũng nứt ra, máu chảy ra không ngừng. Trên bầu trời ở bên ngoài, chủ nhân bút đại đạo bỗng ngẩng đầu lên nhìn cuối tinh không, Tang cô nương, người của bọn ta đến rồi. Từng khí tức cực mạnh lao đến từ tận cuối tinh hà đó. Sau khi những luồng khí tức đáng sợ đó đến thế giới này, mọi người đều cảm nhận được một cảm giác áp bức đáng sợ. Có đến 169 người. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đồ đen, tay trái cầm một thanh trường đao có vỏ, tóc dài ngang vai, ánh mắt sâu hoắc, trên người toát ra uy lực bức người. Cường giả trên cảnh giới thần minh. Phía sau ông ta còn có 9 cường giả bí ẩn mặc giáp đen, 9 người này cũng là cường giả trên cảnh giới thần minh. Vì khí tức trên người họ hơn cả cảnh giới thần minh. Mà tất cả cường giả phía sau 9 người này thấp nhất cũng là cảnh giới thần minh, không những thế, khí tức của những cường giả cảnh giới thần minh này còn mạnh hơn những cường giả cảnh giới thần minh này. Đông Hoang. Đây là một nền văn minh vũ trụ cực kỳ mạnh khác, từng có trận đại chiến với nền văn minh thần minh thời kỳ đỉnh cao, mặc dù bị đánh bại nhưng vẫn chưa bị tuyệt chủng, hiện đang vực dậy. Tang Mi nhìn các cường giả trước mặt, không cảm thấy có gì bất ngờ. Cô ta quay sang nhìn chủ nhân bút đại đạo, Đông Hoang chủ dẫn họ đến hiến tế chúng sinh à. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu. Tang Mi nhìn chủ nhân bút đại đạo, vì ông à. Chủ nhân bút đại đạo nói, ừ. Tang Mi khẽ nói, chủ nhân bút đại đạo, ông tạo nghiệt. Chủ nhân bút đại đạo nhìn các cường giả thần châu đang quỳ bên dưới, cười nói, Tang Mi cô nương, mặc dù cô không hiến tế bất kỳ chúng sinh nào. Nhưng chẳng phải bây giờ những người này dưới nền văn minh vũ trụ mà cô thiết lập đang tạo nghiệp đó sao? Chỉ khác là bên Đông Hoang ban cho chúng sinh sự sảng khoái, còn người của cô lại hành hạ họ từ từ, ta nghĩ chẳng có gì khác biệt cả. Tang Mi không nói gì,
mà nhìn Diệp Quân ở chiến trường đằng xa. Chủ nhân bút đại đạo như biết cô ta nghĩ gì, lập tức nói, hắn không thể thành công. Tang Mi cười nói, tại sao? Chủ nhân bút đại đạo nói, cô mạnh hơn hắn tốt, trong số những người ta từng gặp, ngoài mấy người nhà họ Dương, chỉ có chân thần và tịnh tông chủ năm đó có thể so được với cô, thế nhưng cho dù là cô, chẳng phải cuối cùng cũng thất bại đó sao? Tang Mi lắc đầu nói, chủ nhân bút đại đạo, ta không muốn tranh cãi với ông vì ông không muốn thiết lập trật tự, chứ không phải là vì ngươi muốn vũ trụ tốt hơn, ông chỉ muốn làm cho bản thân mình tốt hơn mà thôi. Chúng ta không những có quan điểm khác nhau mà lập trường cũng khác nhau, thế nên bàn luận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chủ nhân bút đại đạo lặng thinh. Tang Mi nhìn Diệp Quân mắt đã đỏ ở đằng xa, khẽ nói, lúc đầu ta cũng giống như ông, cũng không nghĩ hắn có thể thành công nên ta đi tìm hắn, nhưng sau đó ta lại nghĩ có lẽ hắn có thể thành công. Chủ nhân bút đại đạo nói, chuyện ở khu dân nghèo à? Nếu ta nói sở dĩ hắn làm vậy là vì hắn đã đoán trước được thân phận của cô có thất vọng không? Đừng nghĩ là không thể, hắn là một trong những người thông minh nhất mà ta từng gặp, tài trí của hắn không thua kém gì cha hắn, thậm chí còn giỏi hơn cha hắn về khoản dấu tài. Tang Mi quay sang nhìn chủ nhân bút đại đạo, cười nói, nếu hắn làm thế vì đoán được thân phận của ta, vậy thì tốt quá. Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày, quay sang nhìn Tang Mi. Cảm thấy khó hiểu, quá tốt. Tang Mi cười hỏi ngược lại, thông minh còn không tốt nữa sao? Chủ nhân bút đại đạo nhìn Tang Mi, không nói gì. Tang Mi quay lại nhìn Diệp Quân ở đằng xa, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, không ai muốn hắn trở thành vua dựa dẫm, mà kẻ thù của hắn lại là lão quái vật ở cấp bậc như ông, nếu hắn không thông minh một chút thì đã bị ông giết chết từ lâu rồi. Chủ nhân bút đại đạo nói, thế nên cho dù hắn là vì biết thân phận của cô mới đi cứu vớt mấy dân nghèo đó, cô cũng cảm thấy có ý nghĩa. Tất nhiên, Tang Mi trả lời rất dứt khoát, nếu chỉ đánh giá bằng trái tim thì thế giới này không có ai hoàn hảo cả. Chủ nhân bút đại đạo, ông không hiểu được một chút đạo lý này. Tại sao ta lại thấy ông ngu ngốc đến vậy chứ? Nói rồi cô ta khinh thường nhìn chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo cũng nhìn sang Diệp Quân, khẽ cười nói, Tang cô nương, thật khó để tôi hiểu tại sao các cô lại kiên cường đi theo con đường không có kết quả, tất nhiên những điều này không quan trọng. Cho dù trật tự gì, nền văn minh nào, thế giới này sẽ luôn bị thống trị bởi bên có sức mạnh. Tang Mi gật đầu, cô ta nhìn các cường giả Đông Hoang cách đó không xa, cười nói, chủ Đông Hoàng lại không đích thân đến trong dịp lớn thế này à? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, Tang cô nương không đoán thử xem. Tang Mi không nói gì, lại nhìn sang Diệp Quân ở đằng xa, lúc này, trận chiến giữa Diệp Quân và Quân U đã hoàn toàn bước vào giai đoạn quyết liệt. Hai mắt Diệp Quân đỏ ngầu, nhưng hắn cũng không có sử dụng huyết mạch phong ma của mình, nhưng vì trận chiến quá quyết liệt, sức mạnh phong ma trong người hắn đã có dấu hiệu dục dịch, huyết mạch này thường không chịu sự kiểm soát của Diệp Quân, nhất là lúc Diệp Quân đang điên cuồng. Vì trận chiến quá quyết liệt, kiếm ý trật tự vừa thăng cấp ngày càng mạnh, không chỉ kiếm ý trật tự, mà cả kiếm ý vô địch cũng ngày càng mạnh trong trận chiến điên cuồng. Nhưng thực lực của đối thủ Quân U cũng cực kỳ đáng sợ, đối mặt với hai đòn kiếm đạo đáng sợ của hắn mà lại không hề sợ hãi, còn đối đầu trực diện. Ầm, một tiếng ầm vang lên, khu vực thời không chỗ hai người đứng nổ tung, vô số sức mạnh tuế nguyệt và kiếm quang liên tục bắn ra xung quanh, tiêu diệt tất cả mọi thứ trên đường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 167.